Vâng, xin chào mừng tất cả mọi người đang trở lại buổi livestream trực tiếp của hãng thời trang Mai Châu Style cho buổi tối hôm nay ạ. Vâng các chị ơi, vừa hiện tại là Mai Châu đã đang quay ở cái một ngôi nhà mới nick Mai Châu mới của Mai Châu Style. Vâng ạ, bây giờ nó Facebook nó tự ao ra một chút nên em xin rất là xin lỗi các chị. Và các chị ơi, không để các chị chờ lâu nữa, chúng ta tiếp tục quay trở lại đi ạ, quay trở lại buổi livestream rất là đặc biệt cho buổi tối hôm nay. Xin mừng tất cả các chị ạ. Các chị rất là nhanh chóng đúng không ạ? Quay trở lại đây và chia sẻ lại cho em một lần nữa các chị nhá. Rất là xin lỗi các chị này. Mong các chị thông cảm giúp em. Chia sẻ cho em livestream này 3 lần công khai nào để chúng ta mua hàng với giá 29k, săn hàng 29k trong buổi tối gần nay. Vâng các chị ơi, nhanh chóng trở lại đây nào. Các chị nào mà vừa mới xem ở bên nick ngôi nhà mới Mai Châu Style, hãy trở lại ngôi nhà cũ của chúng ta đây ạ, rất là ấm áp yêu thương, để chia sẻ cho em đúng không ạ? Chia sẻ livestream này 3 lần công khai nhá để chúng ta săn hàng với giá 29k giúp em ạ. À, tường bị bật ra, ok chị Giáp Khuất, đúng là chính xác như vậy ạ. Liên tục mà, bây giờ Facebook hay bị thường. Bây giờ băng Facebook đang quản lý rất là chặt nên hiện tại là bên em đang gặp rất là nhiều cái rắc rối một chút xíu. Nhưng không sao, trở lại ngôi nhà cũ của chúng ta, tiếp tục chia sẻ cho em nhé, rất là quen thuộc luôn ạ. Chia sẻ cho em để mua hàng với giá 29k, áo sơ mi back luôn của em ạ. Vâng, các chị vừa xem hàng và xem qua nick kia đúng không ạ, em đã giới thiệu qua về sản phẩm của em rồi. Ok, sao chị Châu Liên này, Hương Phần Lan, 43 cân, chị mặc size S đúng không ạ, mặc size S cho em chị Hương Phần Lan nhá. Vâng, chúng ta tiếp tục đi ạ. Tiếp tục cho em. Đó, coi như là chúng ta chưa bị gián đoạn đi ạ. Coi như chúng ta chưa từng bị gián đoạn và tiếp tục. Đẹp luôn đấy. Đập tiếp tục cho em nhé, chia sẻ đi ạ. Vâng, đến với cả nick Mai Châu Style này. Rất đẹp. Các chị chia sẻ cho em 3 lần đi ạ. Để chúng ta có hội trúng cái mini game mua hàng với giá 29k. Hôm nay là sản phẩm em muốn chia cho các chị 29k là mẫu sơ mi back room của em này, 29k, 3 màu cho anh chị lựa chọn. Chia sẻ lên 200 người xem em bốc luôn các chị nhá. 200 người xem bốc luôn nè. Đó. Đấy, hôm lúc nãy lại đợi 200 người xem mẹ tường đang có vấn đề, Facebook có vấn đề nên là hiện tại sang phê này các chị nhá, 29k. Nó ao ra. Ok, chị Lan Tuyền này. Đó, 29k mẫu bedroom của em là mẫu mới nhất hot trend mùa hè 2018. Rất là hiện đại luôn. Rất là đẹp. Châu Liên lên size S Châu Liên nhá. Chị Châu Liên mặc size S cho em nhá. Áo bedroom này 140k là giá của hàng hôm nay. A13 140k có 3 màu, có 3 size luôn các chị ơi, 3 size S, M, L và XL. Xem các chị nào từ 43 cân cho đến 58 cân đổ xuống giúp em. Vâng, và hôm nay là cái mẫu thiết kế này có XL để phục vụ các chị nào mà người thân hình mà hơi to một chút xíu này nhưng mà vẫn là đẹp, là béo đẹp, béo khỏe. Chia sẻ Mai Châu nha. À, chị Thúy Ngân à, và cảm ơn chị nhà mẫu rất là đẹp luôn. Đó, mẫu hot trend của em đây là mẫu áo sơ mi bedroom của em nhá. Các chị ơi, em bán rời này, các chị kết hợp thêm một chiếc vân chân váy umi em mặc này. Lên mặc size M nhá. Chân váy umi của em mặc rất là tuyệt vời. Lên mặc size M nhá. Lên dáng cực kỳ chuẩn. Các bạn ơi, mình tư vấn lên size chuẩn các bạn tí đặt hàng size luôn nhá. Đó, các chị nhìn xa thì giống như cả là bộ liền, nhưng thực ra nó là rời cho em nhá. Áo bedroom của em là rời và chân váy của em là rời. 140k áo và 150.000 là một chiếc sản phẩm của em là chân váy umi. Huyền Lâm ơi, lớn hơn size M nhá. Ok mọi người ơi, trở lại cho em một chút này. À, em nhận được áo Lan rồi Tuyên ạ. Ơi, cho điện thoại Lan Tuyên ơi. Xin cảm ơn chị Hoàng Thanh Hà nhá. Áo rất cho đẹp luôn. Cho điện thoại nhá, size nhá. Rồi, áo thanh xuân, áo đẹp đúng không? Áo rất đẹp luôn. Các chị ơi, đặt hàng cho em một dòng nhá. A13 cách màu, cách size và cách cho em là cả số điện thoại các chị ơi. Vâng, chị nào muốn mua hàng với giá 29k thì nhanh tay vào đây ạ. Hot trend của em đây các chị ơi là hàng mới về. Sơ mi bedroom của em là hàng hot trend 2018 các chị nhá, để cập nhật cái mẫu mới nhất để bắt kịp xu hướng luôn ạ, bắt kịp xu hướng luôn. Đó, bedroom của em này. Chị Dinh Nguyễn có đây không ạ? Chị Dinh Nguyễn lại cho em số điện thoại đi ạ. Chị Dinh Nguyễn cho em số điện thoại để em gọi ngay cho chị nhá. Đó, mua hai sản phẩm bên em. Hiện tại Mai Châu đang có chương trình là mua hai sản phẩm trở lên xe được bao nhiêu ạ? Được miễn phí ship. Quá tuyệt vời, được free ship đó các chị ơi. Được xem hàng trên kênh toán. À, chị Thúy Linh ơi. Vâng, hiện tại một chút nữa rồi em một chút nhớ. Tại vì là em vừa quay ở cái nick Mai Châu Style kia thì đang có vấn đề một chút. Hiện tại là em tiếp tục cái này. À, vì em nó đi thay màu khác có chị ạ. Bây giờ thuật toán Facebook nó thay đổi liên tục cho nên là phải luôn luôn phải theo dõi cái thuật toán của Facebook. 140k một chiếc áo của em nhá. Còn chị nào muốn mua hàng 19k, 29k. Nó lại ao ra. Đó. Còn 29k là giá là chị nào mà chúng mini game bên em hôm nay nhá. Chị Hải Nguyễn, chị Sương Rồng này. Ok, chị Sương Rồng vào hẳn xem đi ạ. Hôm nay là cái mẫu áo bedroom mới rất là đẹp luôn, dành tặng các chị 29k. Chia sẻ cho em 3 lần công khai này. Đó, còn giá của em là A13 140k. Các chị mua hai sản phẩm cho nên sẽ được miễn phí ship. Đúng rồi, đặt một bộ là không mất ship bạn ơi. Đặt cho em cả một bộ này, mua hai sản phẩm sẽ được miễn phí ship. Còn mua một sản phẩm thì các chị cứ 30k
camera toàn ship cũng em nhá, camera toàn quốc này. Đàm Ngọc ơi cho địa chỉ luôn nhá, Đàm Ngọc ơi. Bây giờ xin thay thay cái màu trắng cho mọi người nhá. Ô cảm ơn chị Hương Vân Lan này. Đó, đặt hàng trên một dòng thôi. Chị Quỳnh Liễu ơi, bây giờ chia sẻ lại cho em nhá. Chia sẻ 3 lần công khai livestream nhá. Đó, lên 200 người xem em bốc luôn. Em đã chưa bốc lần nào cả. Tại vì đang gặp chút một xíu. Đàm Ngọc có địa chỉ nhá. Ok, em sẽ chuyển màu trắng này. Hiện tại cái mẫu kia. Cho một cái chân váy này nhé em, nhưng mà nó bằng mờ mà ép được. Chân váy. Đây ạ, chân váy của em này. Chân váy của em hiện tại là em đang mặc size S các chị nhá. Hiện tại là bình thường em mặc size M, nhưng mà chân váy U mì này. Chân váy U mì này em mặc cả size S thì nó có sẵn rất là tốt. Mặc được size S luôn. Đó, bây giờ em sẽ thay màu trắng này. Các chị ơi chia sẻ giúp em lên đi. Đó, để em có thể bốc người đầu tiên. Này Ngọc có địa chỉ rồi, nó có gọi lại rồi này. À, nó mạng rất là kém luôn. Vâng, hiện tại mạng nó rất là kém. Các chị chia sẻ tiếp tục nhá. Hoàng, nếu mà cầm một máy thì em bỏ một máy đi. Không chạy nữa, bây giờ 2, 4, 6, 7 máy này chạy sang kém. Bước một máy, cái máy này anh chia sẻ xong anh rồi. Các chị chia sẻ lại giúp em nhá. Vì lúc nãy ở bên Face kia nó ao ra, bắt buộc phải quay sang bên Facebook, bên Micro Style bên này nhá. Cho nên các chị chia sẻ giúp bên em một vài lần nữa nhá. Trên càng nhiều nhóm càng tốt. Thủy Nguyễn ơi, mời Thủy Nguyễn vào xem nhá. Thủy Nguyễn đang xem ngoài màn hình nhá. Chơi mi game đi shop. À, cho em còn ngủ. Ôi, Quỳnh Liễu ơi, bây giờ còn sớm Quỳnh Liễu ạ. Anh em bảo bộ váy cho 280.000. Bộ váy xòe hoa. Đâu? À, bộ váy xòe hoa xòe A canh đang mặc là 280.000 miễn ship toàn quốc các chị nhá. 280.000 miễn ship. Chân váy có co giãn chị ạ. Chân váy co giãn 4 chiều, vải u mì, dày dặn, mát. Và các chị cứ chia sẻ đấy nhá. Nhanh tay chia sẻ giúp em đi ạ. Nhanh tay chia sẻ giúp em này. Hiện tại đang thay màu trắng này. Quá đẹp luôn, các chị thấy không ạ? Mẫu bedroom sơ mi của em là mẫu hot trend nhất trong mùa hè năm nay. Vậy nên các chị nhá, đừng chần chừ khi đặt hàng giúp em, đây là màu trắng. Quá đẹp luôn, em quay đằng sau các chị nhìn này. Ôi, nó rất là tuyệt vời luôn. Nó như là một chiếc đầm rời, đạp một chiếc đầm liền luôn. Nhưng thực tế ra nó là một chiếc rời cho em này. Rất đẹp luôn. Áo của em là A của bà nhá, 140k. Chân váy Umi hiện tại chúng ta có size nào ạ? SL. Hiện tại chân váy Umi của em là có size XML nhá. Có size XML. À, áo chập cách đang mặc à? Ok, một chút xíu nữa nhá. Một chút xíu nữa đi. Đó, mọi người đặt hàng nhanh cho mình cái áo backloom này đi nào, để cho em có thể chuyển mẫu này. À, backloom của em. À, chị Hương Vân Lan ơi, hiện tại là hôm nay chơi ở chơi nhá, rút tiền cho nhanh chị ơi. Hiện tại em sẽ chuẩn bị được này. Các chị chia sẻ cho em 3 lần công khai. Chia sẻ cho em 3 lần công khai nhá. Comment cho em số điện thoại là Face đi ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Đây chú ơi, nó cứ hiện ra là Facebook không phản hồi. Cứ lại cho tiếp đi. Ấn vào đi. Phê nó không phản hồi. Nhanh tay chia sẻ giúp em đi ạ. Nhanh tay chia sẻ giúp em này, livestream 3 lần công khai để chúng ta mua hàng với giá bao nhiêu? 29k các chị nhá, rất là tuyệt vời. Trần Nguyễn ơi, chân váy hoa có màu nha, bạn chờ tí nhá, tí bạn Trang mà like lại chân váy hoa nhá. Chân váy hoa có rất là nhiều màu nhá, đợi em một chút xíu này. Hiện tại mã của em đây, cả một set em mặc nó 290k. Chưa đến 300.000, chúng ta sở hữu được một cái chiếc váy và một chiếc áo. Đó, chia ra là chưa đến là 100 giữa một sản phẩm đâu ạ. Ôi, chị nào nhận được hàng rồi ạ, rất là tuyệt vời đúng không? Váy của em chất u mì co giãn 4 chiều 150k, có 3 size XML. Vâng, áo sơ mi backloom của em đây ạ. Sơ mi backloom có 3-4 size nhá. SML XL 140k. A13 mã là mã sản phẩm của em ạ. Backloom này, chất cực kỳ thích luôn, là chất chéo thái của em, rất là mát và nhẹ nhàng. Đó, phần backloom này rất là tôn giá mọi người nhớ, và che phần khuyết điểm của các chị đi. SML XL đi theo bộ luôn. Các chị mua theo bộ. Các chị mua theo bộ cho em nhá. Các chị mua theo bộ cho em SML XL luôn ạ. Cả một bộ của em này rất là đẹp luôn. Vâng, khi chúng ta mua bộ nhảy cho em này được miễn phí ship ạ. Mua 2 sản phẩm bên em sẽ được miễn phí ship và được xem hàng trên anh Toán.
Chị đã đặt hàng trên một dòng nhá, giống như chị Hiền Kiều vậy ạ. À, Hiền Cute đúng không? Đặt hàng rất là chi tiết luôn. Riêng áo là 140k nhá. Chị nào muốn riêng áo này, riêng áo là 140k, hiện tại có 3 bo màu. Các chị thấy không? Em soi kỹ sản phẩm này cực kỳ đẹp luôn, lên dáng rất các chuẩn. Chị xem hàng chứ thanh toán, các chị ơi, các chị không đây, lo đâu. 3 màu của em đấy các chị ơi. Xem hàng mà. 3 màu đây, màu xanh tím than này, màu hồng này, màu hồng tôm này, cũng như là màu trắng này. Họa tiết của em là chấm bi mọi người nhá. Thêm một chiếc backloom này nữa để thiết kế rất là nhẹ nhàng, che dáng bụng, che bụng này. Chị nào có vòng 2 mà không tự tin một chút xíu, chọn cho em cái mẫu đâu này nhá. Mặc cùng chân váy rất là thích luôn này. Vừa mới đăng vào bên này. Mặc rất là thích luôn. Che bụng luôn. Mới bao nhiêu ạ? 140k. Quá đẹp luôn này. Cũng ngốc quá lâu quá à. Lên 200 người xem đi các chị ơi. Chia sẻ nhiệt tình như thế nào. Lên 200 người xem để bốc mọi người nhá. Ở hiện tại thì hôm nay là like ở cái ngôi nhà mới của Mai Châu được một lúc rồi ạ. Lên 200 người xem rồi, nhưng em đang chuẩn bị bốc thì lại đang có vấn đề nên em lại phải quay lại cái livestream này. À đây rồi ạ. Một câu hỏi rất là hay dành cho chị Phương Lan này. Chị Phương Vân Lan này, áo là khóa kéo của em này. Là khóa kéo các chị nhá. Là khóa kéo đằng sau. Rất là thoải mái luôn, mặc thoải mái cực kỳ luôn mọi người này, nhìn thấy chưa ạ? 140k là sản phẩm rời của em. Đó, 140k. Hiện tại em mặc màu trắng này kết hợp cùng chân váy đen là cả bộ set chuẩn cho em. Rất là đẹp luôn các chị ơi. Là sản phẩm mà hot trend của năm nay nhá, áo sơ mi backloom của em. Hot trend đấy ạ. Rồi chốt cho Ngọc Lan nhá. Các chị kết hợp cho em vừa chân váy này, vừa quần được cho em. Kết hợp rất là phong phú. Áo này có 4 size S, M, L, XL. Chân váy cũng 4 size đúng không ạ? S, M, L và XL. Đấy, chị đặt hàng cho em này. Các chị đặt được cả một set luôn. Áo S, váy S đâu em. Áo M và chân váy M cho em ạ. Quá là đẹp luôn này, 140k. Hiện tại mình đang ở đặng xá rất là Hà Nội mọi người nhá. Áo màu trắng này, màu hồng tôm này, cũng như là màu xanh. Rất là đẹp. Các chị được xem hàng chứ thanh toán. Lên 200 người xem nha mọi người ơi, hơn 100 người xem rồi. 200 người xem em sẽ bốc ngay người đầu tiên nhá. Chia sẻ cho em thật nhiều lên để chúng ta mua hàng với giá 29k trong buổi tối hôm nay. À ok, chị Hà Vũ này, cả set áo trắng size M này. Chị Hải Vũ ơi, cho em số điện thoại đi ạ. Cho em số điện thoại này cả set luôn này. Mặc cực kỳ xinh luôn nhá. Mà đặc biệt là những cái sản phẩm này dành cho chị nào mà người hơi bé một chút xíu. Và các chị nào mà người nó hơi bé một chút xíu và người nhỏ xinh xinh ạ. Mặc cái sản phẩm này cực kỳ đẹp luôn. Rất là vừa xinh cho chị nào mà có thân hình mà nhỏ nhắn xinh xắn các chị nhá. Còn các chị cao rồi, người dáng đẹp rồi thì không nói làm gì. Nhưng các chị nào mà nhỏ nhắn xinh xắn này, mặc cái mẫu này cực kỳ xinh, rất là đẹp bền luôn. Nó che bụng này, backloom nó xòe ra như này. Đó, nó xòe ra nhá, giúp chúng ta các chị em là chúng mà chị em che bụng game này ngồi rất là thoải mái nhá. Đây các chị ơi, em ngồi xuống này rất là thoải mái này. Cực kỳ thoải mái luôn, chân váy của em chân u mì nhá, co giãn 4 chiều. Đó. Thoải mái cực kỳ luôn. Đặt hàng cho em cả bộ quả bộ set như này thì chúng ta sẽ được miễn phí ship. Rồi chốt cho Vàng Vân nhá. À 44k, chị Hà Thái hỏi đúng áo rồi nhá. 44k mặc vừa luôn của em này. Có 4 size S, M, L, XL từ 43 cân cho đến 56 cân, 58 cân đổ xuống. 44 cân là mặc cho em size S đi ạ. Áo bán áo lẻ chị Hạ Trắng ơi, áo lẻ của em là 140k các chị nhá. Đó, chị sản phẩm trở lên sẽ được miễn phí ship này. Có đâu các chị nào mua một sản phẩm 30k toàn quốc, ship toàn quốc cho em. Rất là đẹp luôn. 4 size mọi người nhá. 4 size S, M, L, XL. Rất là đẹp luôn, là cái mẫu hot trend mặc cho em cả quần kết hợp quần này. Chân váy của em này, chân váy u mì có giãn cực kỳ thích luôn. 4 chiều của em này, quăng máy giặt thoải mái, không bay không xù mọi người nhá. Áo của em là chất chéo thái mà cực kỳ mát và nhẹ nhàng. Đó, ở đây em cũng có thể cho giá. Bạn 45 cho mặc size S nhá, điện thoại nhá, Út Trần nhá. Út Trần mặc size S cho em. Size M nhá. Rồi chốt cho Dương luôn. Hà Lành ơi, mặc size M cho điện thoại đi nhá. Ok, em sẽ đi vào thay cái áo tím than này cho nhanh mọi người nhá. Chia sẻ cho tiếp tục cho em đi. Đó. Em sẽ đi vào thay cái màu tím than này. Chia sẻ nhanh cho em nhá. Em ra để chúng ta có thể bốc quà luôn này. Rồi đổi cho Hoàng Vân nhá. Nguyễn ơi, cam 6 54 mặc size L, Nguyễn ơi.
Chị Nguyễn cho điện thoại đi. Bố Tư cơ mà size S bạn Hoàng Thơm ơi. Các bạn ơi, mình đã tư vấn cho các bạn thì size chuẩn luôn, các bạn cho điện thoại luôn nhá. Cho điện thoại và size luôn. Cho điện thoại và size và địa chỉ luôn nhá. Màu có 3 màu này, màu hồng, màu tím than và màu trắng. Các màu đều màu nào rất là đẹp. Bạn Hà Nguyễn chốt cho Hà Nguyễn chưa Hoàng ơi? Chưa. Hà Nguyễn cho lại đi Hà Nguyễn ơi. Rồi Hà Nguyễn 44 cân mấy năm. Hà Nguyễn ơi mặc size S, Hà Nguyễn cho điện thoại đi Hà Nguyễn ơi. Màu. Cho điện thoại màu nhá, cho điện thoại và màu. Các bạn ơi, bên mình là ship 2 cái nhá, bên mình Nguyễn ship. Các bạn được xem hàng trước khi thanh toán được không ạ? Được xem hàng trước khi thanh toán được, chúng ta yên tâm. Rồi bây giờ bạn Trang sẽ mặc màu tím than rất là xinh luôn này. Thế là những bạn nào mà đập động người mặc màu tím than rất là đẹp luôn. Đấy. Màu tím than này chúng ta có thể phối hợp với chân váy của cha chúng ta màu ở nhà, chân váy sáng màu. Chúng ta lấy áo tím than này, chúng ta phối với chân váy sáng màu. Có thể là xanh coban hoặc là chúng ta phối với chân váy hồng, váy đỏ cũng được. Thế là sẽ phối với chân váy đỏ đâu rất là đẹp luôn. Hôm nay mình chỉ like chân váy đen u mì thôi. Đấy. Rồi, hàng đẹp lắm bạn Hương Đỗ. Hà nhà mình rất là đẹp luôn, các bạn cứ xem, các bạn comment Hà nhà mình. Bạn Hoàng Thị Ngọc 1m50 49 cân mặc size L nhá Hoàng Ngọc nhá. Hoàng Ngọc cho chị điện thoại, địa chỉ điện thoại và màu nhá. Chị ơi cô giãn này, rất là nhẹ nhàng. À bạn Hạnh Mỹ ơi, cả CF này là 290k miễn ship. 290k miễn ship, chân váy u mì dày dặn. Chưa? Các bạn được xem hàng trước khi thanh toán. Còn chân váy chữ A bạn Thanh Hoa ơi, còn chân váy chữ A. Út Trần cái gì? Vâng, bên em là hàng được thiết kế. Út Trần đâu, Út Trần mặc size gì đấy? Các bạn comment cho mình một dòng này, size này, màu này, được không ạ? Điện thoại này, size màu điện thoại bên mình mới chốt được. Đấy. À, hôm qua em đặt hàng mà không thể shop gọi. Còn một vài bạn đơn là bên mình gọi không được thì các bạn chủ động gọi cho bên mình với. Đây Thanh Hoa nhá. Mắm tôm ơi, áo này 140k miễn ship, 140k. Chiếc áo này các bạn phối với chân váy rất là xinh luôn. Nếu bạn nào mà có chân váy rồi chúng ta mua áo rồi. Đấy, bên Mai miễn hai sản phẩm bên Mai miễn ship. Mắm tôm với áo này 140k thôi, 140k. Rồi, cho Liên Nguyễn nhá. Đây là chiếc sơ mi biết luôn các bạn nhờ. Các bạn nhìn này. Ở trên này mình viền cho các bạn một cái đường mà đen này. Đấy. Rất là sang được chưa? Rất là sang luôn. Và cái form các bạn nhìn cho mình cái form ở trên cổ bạn Trang mặc này. Bạn Trang kéo lên. Rất là ôm form luôn. Không hề chúng ta có một chút nào gọi là hở hoặc là trễ xuống hoặc bùng bình ở cổ nhá. Là các bạn mặc sẽ rất là dễ chịu luôn, cái chất này rất là đẹp. Mặc cho Nhung Phạm nhá, áo tím than và chân váy đen. Rồi, tất cả đều size L. Rồi. Nhung Phạm có số điện thoại rồi đấy. Em ghi cho Nhung Phạm trong máy rồi. Các chị ơi đặt hàng hôm nay. Nhung Phạm ơi cho lại số điện thoại đi thì tìm ở trên máy mới nhanh được Nhung Phạm ơi. Góc khuất được rồi, cho góc khuất. Cho góc khuất nhá, các bạn comment cho mình cả. Comment cho mình cả đầy đủ size này, màu này, điện thoại được chưa, size màu điện thoại. Và cái mã này mình cắt luôn cả 4 size S, M, L, XL dành cho những bạn nào 60 cân cũng vừa, có cả chân váy XL các bạn nhé. Những bạn nào mà 60 cân chúng ta mặc XL chúng ta nên mặc chân váy XL, chân váy ôm đẹp hơn chân váy xòe. Hôm nào cũng xem hàng của Mai Châu, mẫu nào cũng muốn mua. Hương Hoàn Lan nhưng mà rẻ mà. Rồi bạn yêu thương nhận hàng rồi, đẹp lắm rồi, cảm ơn yêu thương nha. Các chị đúng không ạ? Rồi yêu thương ơi, yêu em cần đổi thì em gọi lại cho nhân viên nha. Mua chúng ta sắm được cả một tủ đồ. Mắm tôm ơi, hôm nay nhận đặt thì thứ bảy nhận được, bên nhà mình bây giờ giao rất là nhanh luôn. Hạnh Mít ơi, 48 cân mét 55 mặc size M Hạnh Mít ơi. 48 cân mét 55 mặc size M. Bạn Hoa Hoa ơi, cả bộ này 290k. Cả bộ 290k. Cái này còn ở đấy đâu mà. Mua 2 sản phẩm chúng ta sẽ được miễn phí ship mọi người nhá. 2 sản phẩm dưới đây được miễn phí ship này. Hoàng, rất đẹp luôn. Cực kỳ là nhẹ rồi. Nhàng. Mọi người đảm rồi, cho Hoa Thanh nhá. Mùa hè mặc màu xanh tím than XL rồi, Hoa Thanh cho thôi. Cho Hoa Thanh. Các bạn ơi, chân váy XL bên mình có nhá. Chân váy XL và chiếc áo XL các bạn mặc sẽ rất là đẹp luôn. Đấy. Cho Hoàng Thơm. Cho Hoàng Thơm nhá. Cho Hoàng Thơm nhá. Rồi, yêu thương cảm ơn rồi. À, bạn Thanh Vân ơi, cả bộ này 290k miễn ship. Các bạn ơi, chân váy u mì rất là dày dặn luôn và chiếc áo là chiếc áo là chất vải chéo thái nhá. Nếu ạ, co giãn cực kỳ tốt luôn. Chéo thái. Các bạn được xem hàng trước khi thanh toán. À, Đỗ Loan ơi cho xem chân váy A. Tí nữa đi Đỗ Loan ơi. Nhung Phan đặt lại đi. Các bạn ơi, bạn xem nhanh lên em. Nhìn từ xa, nhìn từ xa thì chúng ta tưởng là đây là một sản phẩm của em là váy liền. Rồi Hạnh Mít nhá, mà Lý Mai Mai Lý Phương cả bộ rồi, Mai Lý Phương cả bộ các bạn ơi. Cả bộ này là 290k miễn ship các bạn ơi, các bạn lấy cả bộ đi. Rồi chân váy có những màu gì, chỉ có màu đen thôi Hoa Hoa ơi. Chân váy chỉ có màu đen u mì, chân váy cũng không có nhiều đâu nhá, chân váy chỉ có vài cái thôi. Bạn Vân Vân, 48 cân mét 62 mặc size M Vân Vân ơi. Vân Vân mặc size M, Vân Vân cho điện thoại nhá. Rồi đặt hôm 8/3 tận lâu.
Chắc là đơn của Hương phải làm sao chứ bình thường nhà mình nhanh mà. Rồi các bạn ơi, các bạn chia sẻ giúp mình này. Chia sẻ giúp Mai với. Chia sẻ mới được mua giá với giá 290k bỏ nhá. Cho số điện thoại đi, bỏ nhá. Cho mình áo tím than màu Minh Hậu. Minh Hậu, Võ ơi cho điện thoại nhá. Các bạn cho điện thoại. Mặc lên như giá rồi. Rồi cho thân 5 Nguyễn nhá. 5 Nguyễn size M bạn ơi. Rồi cho 5 Nguyễn size M nhá. Rồi Ái Hoa size S. Các bạn ơi, hai sản phẩm được miễn ship còn một sản phẩm vẫn cộng ship nhá. Khánh Khang Chi ơi, 46 cân mặc size M. 46 cân mặc size M các bạn ơi. Chúng ta chia sẻ đi nào. Chia sẻ giúp Mai với, chia sẻ giúp Mai với. Các chị ơi, để chúng ta mua hàng với giá bao nhiêu? 29k nhá. Hôm nay chiến khách hàng. Mắm tôm ơi, áo này 140k thôi mắm tôm. Cực kỳ nhẹ mọi 140k, Lê Hồng 47 cân. Lê Hồng ơi mặc size M nhá. Lê Hồng bao giờ. Những bạn nào mới tư vấn thì các bạn đặt lại cho mình, cho mình đặt lại cho mình nhá. Còn bên mình nó không thể nào mà chốt khi các bạn không cho điện thoại đâu. Các bạn nào mà Mai đã tư vấn rồi thì các bạn đặt lại cho Mai với là size, màu, điện thoại, được chưa ạ? Size, màu, điện thoại. Rồi. Vâng, chị nào mà không mua sẽ Thắm cả Phạm ơi, nay. Gửi hàng rồi, những bạn nào hôm nay đặt hàng là đi rồi nhá. Thắm Phạm chốt rồi, gọi điện cho địa chỉ đi rồi. Rồi, thắm, cứ bạn nào mà cho địa chỉ chốt, nhân viên gọi là cho đi rồi nhá. Rồi, chúng ta tiếp tục chia sẻ ạ. Chia sẻ để mua cái giá áo sơ mi này với giá 29k. Nào bạn nào muốn sở hữu cái áo này với giá 29k ạ? Mức giá quá là ưu đãi trong buổi tối hôm nay. Chip chip ơi, 29k, 29k bạn ơi. 29k là giá tri ân nhá. 54 cân size L bạn Trang Lê ơi. Trang Lê 54 cân size L nhá. Ủ thấp lên em. Mắm tôm, mét 63, 55 cân. Mắm tôm hay size L nhá. Mắm tôm size L, mắm tôm lại comment mấy lần số điện thoại thì làm sao chốt được hàng mắm tôm. Mắm tôm em cốp cho bên cho lại các bạn nào khi mình tư vấn các bạn chốt cho mình lại là màu này, size này, được chưa? Điện thoại, còn nếu chúng ta không cần tư vấn chúng ta cho Mai luôn điện thoại luôn để Mai tư vấn mà vàng và nhân viên chốt cho bạn luôn. Rồi Ái Hoa ơi, cái áo này chia sẻ nhá. Chia sẻ này, chúng mini game sẽ có giá 29k. Lê Thanh Hoa. Đằng sau có rồi. Khóa kéo này các chị nhá, nó khóa kéo rồi. Rồi Lê Thanh Hoa áo màu trắng size M rồi. Lê Thanh Hoa xa chân váy A đúng không? Bằng chốt cho Lê Thanh Hoa đi. Áo trắng nhá. Đi. Áo trắng này này. Áo trắng đi ạ. Lê Thanh Hoa áo trắng. Cả set của em là 290k mọi người nhá. Cả set là 290k được miễn phí ship. Áo backloom sơ mi của em, sơ mi backloom, chất vải chống thái rất là mát và nhẹ. Chị Mai. Bạn Ngân Bằng ơi, em mặc XL là vừa Ngân Bằng ơi. Mét 50, 56 cân XL vừa nhá, Ngân Bằng lấy đi cái mã đồ đẹp lắm. Chân váy XL và cái áo XL. Em mặc màu tím than đi, cho đoạn đợi béo nhá Ngân Bằng nhá. 42 cân vừa size S bọn Hàn Long ơi. Các bạn ơi mình tư vấn thì các bạn mình tư vấn các bạn comment lại thì các bạn cho mình đầy đủ luôn nhá, một dòng này, size này, địa chỉ này, điện thoại này, màu này, được không? Đấy. Hà Nguyễn cho em áo trắng và chân váy 44 cân size S rồi. Bạn Hà Nguyễn size S. Hà Nguyễn cho điện thoại đi. Hà Nguyễn cho điện thoại chưa? Chưa. Các bạn comment lại các bạn cho mình điện thoại đi. Tuyến Bùi ơi áo này 140k miễn ship, 140k các bạn ơi. Như vậy chúng ta trừ ship thì chúng ta mua cái áo này với giá 100k. Và chúng ta mua đâu được áo này 100k. Rồi, Thu Trang Lê chấm hồng và xanh 54 cân size L Hoàng ơi. Hồng và xanh. Có kịp không đấy anh? Rồi được. Không nó không kịp mà không còn hàng đâu. Hàng Nguyễn đều. Rồi, Lê Thanh Hoa ơi, Mai Nhi phải gọi cho em nhá. Nguyễn Hằng ơi, cả bộ này là 290k miễn ship. Được chưa? Nhung Phạm chốt cho Nhung Phạm rồi. Nhung Phạm chưa, mới bị hết pin. Nhưng Phạm ơi, em chốt lại cái bạn Hoàng đấy không ghi kịp. Em chốt cho em nhớ luôn đấy nhá, không lâu thế. Các chị ơi, cái mẫu sản phẩm này như chị nào có vóc dáng mờ nhỏ nhắn xinh xắn cho em mà cực kỳ là xinh nhá, lên đồ rất là chuẩn luôn. Rồi Nga Tuyến Lê, 56 cân mặc size XL bạn Nguyễn Hằng ơi. Chia sẻ để mua với giá 29k nào. Chia sẻ cho chia Mai sẻ nào, tất cả những nhá. Người nào mới vào chia sẻ cho Mai để mua với giá 29k. Thúy Minh ơi, 42 cân mặc size S nhá. Cái mẫu này từ 42 cân. 42 cân tới 60 cân nếu bạn nào cao, còn 58 cân chúng ta cũng vừa. Mặc cùng với chân váy ôm nhá. Nhớ các bạn là mẫu này mặc chân váy ôm nhá. Chân váy ôm ạ. Hạnh Mít đúng rồi, Hạnh Mít một áo tím than size M. Một áo tím than size M. Nhà cho cái liên chưa? Rồi tiếp tục để chia sẻ Thu Trần. 40 cân mặc cũng vừa bạn Thu Trần ơi, cái này là áo backloom. Áo loom cho chúng ta là nó có eo nhá. Sát váy eo cho nên chúng ta mặc được nhá. Nhìn rất là eo luôn. Rất là đẹp luôn, áo này đẹp lắm các bạn ạ. Vâng. Thương Đỗ năm tím nhưng mà mặc với váy ôm cái 57 tím than 57 tím than là gì bạn Thương Đỗ không hiểu, Thương Đào à. Rồi Hàng Mít lấy cả váy rồi
nó tạo hiệu ứng cho chúng ta là eo chúng ta rất là nhỏ mọi người nhá. Bạn Khang Chi chấm bi và chân váy 46 cân size S Hoàng ơi. Rồi. Chấm bi 46 cân áo thì size M nhá. Áo size M chân váy size S. Rồi Khang Chi chốt cho Khang Chi Hoàng ơi. Khang Chi chưa? Ba màu và 4 size mọi người nhá. Hồng tôm này. Rồi bây giờ chúng ta chia sẻ để mai bốc quà xem bạn nào mua áo được với giá 29k nào. 29k. Bình Yên ơi, giá cả bộ này, giá cả bộ là 290k miễn ship các bạn ơi. Đấy. À, hai cái màu tím than bạn Hoa, Hoa cỏ hai cái màu tím than. Thúy Minh. Chốt cho Thúy Minh. Sản phẩm cực kỳ đẹp mọi người ơi. Em không cần ghi điện thoại mọi người đặt hàng xong ngày mai nào mình nhận được hàng sẽ không bao giờ thất vọng. Em làm thấy rất là lâu. Bây giờ nhá, ai có điện thoại chốt em chốt luôn thì đọc cái chốt luôn. Váy kẻ trên canh này đúng không ạ? Váy kẻ trên canh này đã có chị hỏi bao nhiêu tiền rồi ạ? Rồi cái váy kẻ trên canh, váy trẻ canh hôm nay mình cắt để trên khách hàng thôi. Còn rất là ít tí chúng ta sẽ chốt sau. Bán áo riêng không? Chip chip ơi, có bán áo riêng nhưng chúng ta mua hai cái nhá. Hai cái bên mày miễn ship, còn nếu một cái là vẫn cộng ship 30k. Màu trắng size S 40 cân là vừa. Bạn Hải Duyên ơi, 40 cân màu trắng size S. Áo riêng của em 140k, ship 30k toàn quốc ạ. Các chị mua cả tổng sản phẩm cho em này, cả một set cho em. Vũ Hiền ơi, cả bộ này là 100, cả bộ này là 290k. Còn áo là một hạng 140k miễn zip. 39 cân rộng hơi vừa, hơi rộng đấy. Bạn Thủy Triều ạ. Bé quá. Phải lấy kén. Rồi các bạn ơi, các bạn chia sẻ cho Mai nào. Thì Út Trần, Hoàng chốt cho thì Út Trần chưa? Út Trần rồi. Rồi chốt Út Trần rồi nhá. Bóc chốt rồi nhá. Rồi một cái hoa cỏ, một cái tím than, một cái trắng. Trắng trơn. Hoa cỏ một cái tím than, một cái trắng chưa? Mọi người chia sẻ đi ạ, chia sẻ cho Mai với. Chia sẻ nhá, chia sẻ nào. Chia sẻ. Rồi bây giờ vừa rồi là bạn Trang bạn ấy like cái áo bếp lúc này. Bây giờ cái chân váy này có thể mặc với áo clip top. Em áo clip top. Với một chiếc áo clip top hoa nhá. 55 cân mặc size L bạn ơi. Thủy Đào ơi, 55 cân mặc size L. Hải Ngọc ơi, cái bộ này là 290k miễn ship và cái áo này là 140k miễn ship. Thủy Minh chỉ lấy áo nha, màu trắng không lấy. Thủy Minh ơi, nếu em lấy một áo đi thì em phải chịu tiền ship nhá. Bây giờ bạn Trang sẽ like một cái áo nữa để chúng ta mua hai áo. Để chúng ta mua hai áo chúng ta được miễn ship được không? Lấy áo tím. Rồi áo tím than ta. Rồi. Lấy chốt ra tiền nguyên thêm cái nữa là ba cái nhá. Bạn Phương Đông ơi, áo này là 140k miễn ship, 140k miễn ship cái áo hồng make room nhá. Đấy. 140k miễn ship. Ờ rồi đây chơi đây mọi người ơi. Chơi game. Có chơi game bạn Nhiên ơi. Nào chúng ta chia sẻ cho chúng ta kiểm tra trên tường xem mình đã chia sẻ như nào nào. Chúng ta chia sẻ đi, chúng ta kiểm tra trên tường chia sẻ chưa để mai bốc nào. Bạn nào ơi các bạn nhá, chúng ta ở trong này cùng bạn bè chúng ta gom đơn cho Mai đi. Để chúng ta mua một cái áo cũng được, chúng ta gom đơn chỉ cần hai sản phẩm thôi là bên Mai sẽ miễn ship nhá. Nếu một sản phẩm bên Mai miễn ship thì lỗ quá. Đúng nhỉ? Cái sản phẩm này ra cắt đầu như đã không lãi rồi. Đấy. Nếu trừ tiền ship của các bạn đi chỉ lấy 50 nghìn thôi để giới thiệu sản phẩm thôi. Bạn Nhung Phạm chốt cho Nhung Phạm rồi, Nhung Phạm ơi. Nhung Phạm đặt lại đây cho Nhung Phạm ơi. Nhung Phạm đặt lại cho chị cái. Các chị ơi có thể chuyển qua trên mã này cho em này, cũng rất là đẹp này. Một chiếc sơ mi hàng thêu. Hàng thêu hoa một của em rất là đẹp nhá. Một chiếc sơ mi hàng thêu hoa được không ạ? Kết hợp cũng rất là tuyệt vời luôn. Có 4 màu. Mã A12. Đây là A12 của em nhá, A12. Cũng rất là đẹp. A11 em ơi. A11. 150k miễn ship. Đấy, một chiếc váy, một chiếc áo sơ mi crito. Chất vải rất là nhẹ nhàng. Rồi, cho Nga Thủy Lê XL nhá. Đây ạ, hiện tại A11 của em là có màu xanh ngọc này. Màu hồng rất là đẹp luôn này. Mọi người, cái mã này rất là đẹp luôn. Hồng phấn, màu trắng. Và màu cuối cùng là màu của em là màu hồng đỗ. Rất là nhẹ nhàng. Kết chơi chơi mini game này, mình nhắc lại chơi mini game này. Bạn Ngọc và Ngọc bảo là chúng ta chia sẻ ít nhất 3 lần trên tường và chia sẻ cho Mai trên nhóm, được không ạ? Mai sẽ bốc ra một tờ tiền, nếu cùng với số điện thoại các bạn thì các bạn sẽ được phần quà, đó là chúng ta mua với một bất kỳ một sản phẩm nào bên Mai với giá 29k. Hôm qua hôm trước là Mai bán 89k đúng không? Hôm nay là đầu tiên là đi quay về ngôi nhà mới thì chị ơn mọi người 29k. Nhưng mà rất tiếc là cái ngôi nhà mới đã có vấn đề cho nên lại like vào cái ngôi nhà này. Đấy, được chưa? Với giá 29k mua bất kỳ sản phẩm nào cũng được 29k. Đúng không nào? Hà Nguyễn.
Rồi chốt cho hàng Nguyễn 2 set nhá. Hàng Nguyễn rồi, 2 set mà ơi. 2 set. Em bỏ đi, lấy áo trắng kia chị quên. Rồi, chúng ta tiếp tục đi ạ. Cái áo biết lung size M rồi, chốt cho Huy Nguyễn size M. Mà nhắc lại nhỉ, miễn ship khi các bạn đi 2 đơn nhá, đi 2 sản phẩm được chưa? Cho nên hôm mai đã cố gắng là mai giới thiệu 2 mẫu sơ mi hoặc là 3 mẫu sơ mi để chúng ta lựa chọn, hoặc là chân váy được chưa? Cả chân váy. Đấy, cả chân váy chúng ta lựa chọn. Được không nào? Huy Nguyễn. Rồi, bạn Hà Nguyễn chốt cho Hà Nguyễn rồi. Hà Nguyễn chốt chưa? Rồi, chốt cho Hà Nguyễn rồi. Phương Đông ơi, mặc size gì Phương Đông ơi? Các bạn comment cho mình này, một dòng này, size này, màu này, điện thoại. Size màu điện thoại được chưa? Cái áo nhà mình là thiết kế theo quanh, các bạn cứ mua bên hãng size nào thì các bạn mua nhà mình size đấy. Vì nhà mình là hàng hãng không phải hàng chợ. Nhà mình là hàng hãng không phải hàng chợ nhá. Cho nên form dáng rất là chuẩn luôn, rồi, và size rất là chuẩn. Rồi, Phương Đông size M. À, báo áo đó bạn Vân Nguyễn ơi, áo này này là 150k miễn ship. Thấy chưa nhỉ? Ở trên thị trường đang bán cái áo chất lượng may nhà mình, chất vải như mình nhìn là 250k. Nhà mình bán giới thiệu sản phẩm thôi. Nhưng bên mình miễn ship là khi bạn đi đơn đôi nhá. Đi đơn mua 2 sản phẩm được không? Đó, mọi người chọn cho em luôn một cái chiếc váy u mì này kết hợp với chân áo sơ mi của em rất là tuyệt vời luôn. Đó. Chân váy u mì, chân váy u mì có 4 size S, M, L, XL, giá 150k miễn ship. À, bạn Thương Nào ơi, XL, XL, Thương Nào trước XL rồi. Vân Nguyễn ơi, cho điện thoại lấy xỉ. Bạn nào cho điện thoại lấy xỉ cho điện thoại nhá. Rồi, ok Hà Nguyễn. Em với Hà mua rồi. Chúng ta gom đơn đi, gom đơn mua một cái áo cũng được nhá. Gom đơn chúng ta lấy 2 áo cũng được, mai cũng ship nhá. Các bạn gom đơn và chia nhau cho mai. Nếu không ship một cái thì mất 40.000 tiền ship. Sơ mi của em A11 là giá 150k mọi người nhá. 150k A11 của em này. Rất là nhiều màu xanh ngọc mọi người này. Hồng phấn nhá. Phơ phạm màu gì đây? Điệu quá nhỉ. Màu trắng này và màu hồng đỗ này. Ngọc Bảo rồi, chốt cho Ngọc Bảo nhá. A11 màu trắng áo tím than. Ngọc Bảo sai gì? Áo tím than Ngọc Bảo ơi, sai gì? 48 cân size M Hoàng ơi. Rồi, áo trắng. Áo trắng size M Hoàng anh đưa cho. Vâng, hiện tại sản phẩm này của em là có 3 size. Đây ạ. Đúng không ạ? 3 size S, M và L. 3 size S, M và L dành cho chị nào từ 23 cân. Phiền Phạm ơi, giá này. Áo hoa này là 150k miễn ship được chưa? Đấy. Áo bếp lum này là 140k miễn ship. Chúng ta có thể phối với cái chân váy xòe, chân váy ôm tùy chúng ta. Chúng ta mua 2 đơn chúng ta được giảm miễn ship. Nếu mà 2 sản phẩm miễn ship nhá. 59 cân XL bạn Ngọc Thiệu ơi. 59 cân XL. XL mã bếp lum này là vừa nhá. Chúng ta chia sẻ nào, chia sẻ để bốc quà nào. Huyền Lương cho em một áo màu tím than chấm bi và áo theo màu trắng. Đang mặc rồi cỡ M. Màu áo của màu em trắng này ơi, là áo màu trắng. A11 này có 3 size S, M, L mọi người ơi. Dao động từ cân cho em là từ 43 cân cho đến 56 cân của mọi người. Cái gì anh mới cho? Đấy, đưa bút này để em ghi cho. Đưa bút ra cho chị. Từ 43 cân cho đến 56 cân trở xuống cho em mặc cái sản phẩm A11 của em. Có 3 size S, M, L. Đó, các chị đặt hàng nhanh thêm 150k. Đó, khi các chị mua 2 sản phẩm trở lên thì chúng ta sẽ được miễn phí ship. Còn chúng ta mua 1 sản phẩm thì Huyền Lê ơi, áo chấm bi. Áo chấm bi là 140k. Là 140k Hoàng, em chơi đi này. Đấy. Rồi bây giờ bạn Trang sẽ chơi, còn bạn nào chốt hàng cứ chốt hàng. Mọi người chia sẻ nào. Chị nào chốt hàng vẫn cứ chốt hàng cho em. Đúng không ạ? Tiếp tục quay trở lại đây, mọi người chia sẻ lại cho em 3 lần đi. Chia sẻ 3 lần công khai. 42 cân mặc size S bạn ơi, Kim Ngân ơi mặc size S nhá. Size là vừa nhá. Rồi chúng ta chia sẻ để bạn Trang bốc quà nào. Chia sẻ bạn Trang bốc quà. Rồi em đã sẵn sàng đây, các chị đã chia sẻ lại đi và comment cho em. Kim Ngân màu hồng Hoàng ơi. Kim Ngân màu hồng. Kim Ngân rồi. Màu hồng size M. Chia sẻ trên thật nhiều nào. Chút nào. Rồi chúng ta chia sẻ nào, chia sẻ để bạn Trang bốc quà. Bạn Kim Ngân size S màu theo. Rồi Kim Ngân cho điện thoại Kim Ngân ơi. Nhanh tay cho em nào. Xanh theo hoa, ok. Xanh S theo hoa này. Rất là đẹp luôn, đây là màu hồng mọi người nhá. Màu hồng đỗ này mà cực kỳ là mà tôn da này. Minh Nguyễn đã bạn vào xem Minh Nguyễn đẹp luôn. Cực kỳ thoải mái này, hàng thiết kế thuần theo canh. Trần Huyền Lương áo màu hồng. Rồi. Áo màu hồng nhỉ? Lúc nãy mà có một bài bạn giờ comment nhanh quá không thôi. Các chị ơi, nhanh nhanh chia sẻ cho em nào. Chị Hương Nguyễn em này, bốc chị đi, bốc Lưu đi, bốc Hải Nguyên này luôn. Rồi bây giờ chúng ta kiểm tra trên tường nha, ít người cũng bốc quà được không? Không quan trọng nhiều người mà ít người cũng bốc quà luôn. Bên mai bán này giới thiệu sản phẩm thôi, còn ngày mai sẽ buôn hết được không? Rồi chốt luôn Kim Ngân. Rồi, chúng ta chia sẻ nào. Chị ạ. Kiểm tra chia sẻ luôn nhá. Em bốc rất là. Bạn Thanh Tâm ơi, chân váy 150 có 3 size, 4 size S, M, L, XL. Rồi ạ, bao nhiêu đi ạ? Vâng, một chút nữa em sẽ công bố nhá. Còn một không? Chút nữa em sẽ công bố mọi người ơi. Lên tăng người xem lên một chút cho em này, tăng người xem một chút cho em. Đấy là XL.
áo của em hiện tại là 150k được miễn phí ship này, khi các chị mua hai sản phẩm trở lên nhá. 150k áo theo hoa của em ạ. Áo theo hoa mỗi mét luôn của em là 140k. Hồng Anh ơi, xỉ bạn cho điện thoại đi nhá. Bạn xỉ mà Hồng Anh ơi. Làm sao mà Mai trả lời xỉ trên này được. Comment nhanh cho em này. Rồi Hà Trang đang xem các bạn ơi, các bạn vào nào chia sẻ để bạn bạn Trang bắt đầu bốc rồi nhưng mà sẽ chưa công bố mọi người. Tiếp tục đi chia sẻ, có ai đặt hàng nhá. 29k cộng số điện thoại lập phây nào, 29k cộng số điện thoại lập phây. Tất cả các sản phẩm hôm nay đều chi ân khách hàng với giá 29k, được không ạ? Màu có CS, bạn Huyền Lê cho mình chẳng biết được. Vâng, em bốc ra mọi người nhá. Tiếp tục chia sẻ mọi người ơi, nhanh tay cho em này. Áo này hiện tại có rất là nhiều màu mọi người ơi. Hiện tại em có mã là sơ mi theo hoa nhá, rất là dễ đơn, gọi để cho dễ này. Sơ mi theo hoa, bạn Hương Nguyễn. Màu hồng đỗ, màu hồng phấn này, màu xanh ngọc và màu trắng đây ạ. Màu trắng này. Tiếp theo là màu xanh ngọc này. Hoàng chép số Văn Nguyễn, dân Nguyễn Sĩ ra. Tiếp theo là màu hồng phấn của em ạ. Và màu hồng đỗ mọi người ơi, đấy, bốn màu, series 4 màu cho rồi Văn Nguyễn nhá. Văn Nguyễn mai mà chị dỗi chị không gọi cho Văn Nguyễn nhá, không em sẽ chủ động gọi đi nhá. 150k. 53 cân có vừa bạn ơi, 53 cân mặc size M. Pixam ơi, Pixam cho điện thoại đi. 3 size. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chơi mini game một chút nào, chúng ta chơi mini game nhá. Áo 29k, áo 29k nào. Áo 29k các bạn ơi. Comment 29k cộng dưới tại là phây mọi người nhớ. Mọi người được sở hữu món quà từ Mai Châu sở hữu 29k thôi. Cảm ơn mọi người xả like rất là nhiều. 29k của em nhanh tay này. Rồi. Em trúng lâu được một cái áo. Rồi. Bạn góc quất à, hoa cỏ mùa xuân. Tiếp tục đi 29k nào. Ai mua áo này 29k. Chúng ta chia sẻ đi, ạ. Chia sẻ cho em thật nhiều nào. Đây em 29k. Bây giờ chỉ đợi mọi người vào đông đủ để em sẽ công bố thôi. Xem những cái chút trong khoảng chút nữa đi cầm mai đồng. Em xem bên kia thấy không vào được. Ok chị Nguyễn Thị Hằng ơi. Vâng, xem bên kia thì hiện lại lúc nãy nó đang like được một chút xíu rồi nhưng nó gặp trục trặc một chút xíu nên là em bên em trở lại với cả ngôi nhà cũ các chị nhá. Vai trong style này. Comment nhanh cho em nào. Comment nhanh, bắt đầu comment nhanh cho em số điện thoại khi em công bố mọi người nhá. Công bố luôn ạ. Ba mươi tám mọi người nhá. Anh làm được không thắc mắc em khổ. Vâng, em công bố lên mọi người ơi, 38 đúng lúc là có 108 người xem luôn ạ. Đuôi số của em là Celi là 38. Chị Mai Châu thôi, Trang Mai Châu thôi. Vâng, anh chị nào đuôi số điện thoại 38 này. Nào 38 nào, 38 ai muốn mua áo này 38 à 29k nào. Số 38 đâu rồi ạ? 17 số 38 đâu rồi? Số điện thoại đâu? Nhanh tay cho em nhá. Đuôi số Celi của em là 38. Anh chị nào đuôi số Liên Trang đang xem, Liên Trang vào đi, bạn nào có bạn số 38 này. Rồi An Nhiên, An Nhiên. Rồi, kiểm tra An Nhiên nhá. Kiểm tra bạn An Nhiên nhá. Kiểm tra An Nhiên luôn đi ạ. Rồi, chúng ta tiếp tục chia sẻ để bốc tiếp nào. Kiểm tra An Nhiên nhá. Quá là tuyệt vời luôn, 29k sản phẩm của em nhá. Chia sẻ tiếp tục mọi người ơi, chia sẻ tiếp tục để nhận quà ưu đãi giá 29k trong buổi tối hôm nay. 29k. Tất cả sản phẩm của em chia khách hàng 29k các chị ơi, nhanh tay chia sẻ 3 lần công khai cho em. Đó, 3 lần công khai cho em thôi nhá. Để chúng ta khôi nhận quà rồi. Comment cho em đã 29k cộng số điện thoại là phây ạ. Chị đầu tiên sẽ là chị đuôi số điện thoại là 38. Bạn An Nhiên ơi, bạn có ra phần ra nick đâu bạn An Nhiên? Vâng, em kiểm tra chị An Nhiên nhá. An Nhiên không nhắn nick rồi. Xin chào chị Bằng Lăng Tím này, xin chào chị Hiền. 01692201838 đúng rồi. Hai có ra không? Có. Có ra máy này không ra. Máy này nó hay bị không ra người. Máy ok. Nha. Yeah. Rồi An Nhiên ơi, xin lỗi em, lúc này cái máy kia không kiểm tra được. Bạn An Nhiên nhá. An Nhiên, chúng An Nhiên chúng quà nhá. Chúc mừng An Nhiên hôm nay một quần quà rất là hay luôn nhá. Một chiếc sản phẩm bên Mai có giá 29k cộng với tiền ship nhá An Nhiên nhá. 29k cộng tiền ship, ok chưa? Bạn An Nhiên. An Nhiên Mai gọi điện cho bên Mai nhá. Tiếp tục chúng ta chia sẻ tiếp để bốc tiếp nào. Vâng, ok, tìm ra người đầu tiên thôi, mà là chị An Nhiên 38 rồi, em sẽ hủy 38 nhá. Bốc tiếp tục người tiếp theo. Chia sẻ nhanh tay cho em. Chia sẻ nhanh tay. Rồi chia sẻ tiếp nào, chia sẻ tiếp nào. Tiếp tục chia sẻ. Áo nhà phải chống rất đẹp đúng không? Đúng rồi, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Áo nhà mình rất là đẹp luôn. Lại giá rất là rẻ nữa đúng không? Giá chỉ chia khách hàng thôi, chỉ bán để giới thiệu sản phẩm thôi. Thì chúc chị An Nhiên nhá. Đó, chúng ta nhận được quà rất là đơn giản thôi mọi người ơi. Chỉ cần chia sẻ cho em 3 lần công khai và comment nhanh cho em số điện thoại của chúng ta là Face là chúng ta đã có cơ hội may mắn rồi. Bây giờ các chị chia sẻ cho em đi ạ. Các chị chia sẻ, mỗi người chia sẻ một lần, hai lần rất là công bằng mọi người ơi. Em bốc bỗng nhiên công bằng luôn này. Chia sẻ tiếp cho em với ạ. Rất đơn giản. Rồi các chị chia sẻ cho em với nhá, chia sẻ ạ. Chia sẻ thật nhiều cho em lên 3 lần công khai. Các chị ơi, các chị nào mà có kết nối với nhóm đi ạ.
Chị chia sẻ nhóm cho Mai với nhá. Chia sẻ trên nhóm cho Mai với. Đó, người đầu tiên rồi là chị An Nhiên rồi, chúc mừng chị An Nhiên này. Các chị tiếp theo này, cô ấn hộ cháu đi. Không tìm thấy ấy đâu. Không tìm thấy xa cái đâu. 29k sản phẩm của em đây các chị ơi, tất cả sản phẩm của em sẽ là sao anh? 29k. Anh lấy của nó, anh làm cho nó đi. Làm cái gì? Mở trang ấy ra vào cái face cho anh vào lấy cái đấy để chốt hàng. Ở đây. Rồi, hàng của Mai Châu rất là chất, rất là đẹp. Đúng rồi mọi người ơi, cảm ơn mọi người. Rồi tiếp tục mọi người chia sẻ nào. Rồi lên người rồi chia sẻ, bốc tiếp đi, bốc tiếp nào. Ai đặt hàng cứ đặt hàng nhá. Chúng ta đặt hàng. Nếu chúng ta trúng quà chúng ta sẽ không phải trả tiền nữa được chưa? Rồi cảm ơn Hồng Thu, cảm ơn Hồng Thu nhá. Mọi người chia sẻ trên nhóm cho Mai với. Chia sẻ trên nhóm, chia sẻ trên nhóm với nhá. Áo rất đẹp. Rồi chiếc áo sơ mi này 150k miễn ship, được không ạ? 150k miễn ship bạn ơi. Rất là nhẹ nhàng. Thêu hoa rất là đẹp này. Đấy. 150k miễn ship nhá. Chân váy mặc bao nhiêu, chân váy 150k bạn ơi. Cả bộ này là 300k miễn ship. 300k miễn ship. Sao? Nhanh lên em tháo ra đi. Ờ, chị gửi đơn em theo địa chỉ rồi. Bạn Út Trần, cảm ơn Út Trần nha. Mai mình gửi nha. Các bạn ơi, các bạn chia sẻ tiếp đi ạ. Chia sẻ cho Mai nào. Áo 29k. Áo 29k. Chân váy 29k. Chúng ta thích lấy cái gì thì chúng ta lấy, được chưa ạ? 29k miễn ship. Quên, 29k cộng ship. 29k cộng ship cho em nhé. Rồi, thả tin cho may mắn. Rồi, tiếp tục nào, chúng ta chia sẻ nào. Chia sẻ rồi, bốc nào. 162 người xem, ok mọi người nhá. Bốc luôn cho nó vui này. Hôm nay hình như bây giờ mọi người mới vào. Một kẻ chính giữa tí nữa, Mai chỉ chốt cho những người mà xe rồi nhỉ. Mà bên Mai Tri Ân, Mai cắt đấy rất là ít luôn. Cái váy đấy rất là đẹp luôn, váy đấy rất là ăn chơi. Đấy. Bay cực kỳ ạ. Rất là ăn chơi. Rất là sang chảnh. Ok, bốc luôn cho nóng này, 161 người xem rồi. Bốc nhiều. Bạn An Nhiên ơi, bạn An Nhiên ơi, gửi qua fanpage nhá. Gửi qua fanpage Mai Chốt Style nhá, là em trúng quà nhá. Em bốc ngẫu nhiên cho mọi người nhá. Rồi, ra rồi. Rồi, tiếp tục đi ạ. Ô, con số rất là to mọi người nhá. Bật mí cho mọi người là tiếp tục đi. Số rất là lớn luôn, con số rất lớn. Đó, chị nào có được chia sẻ nào một chút này. Nhanh đi ạ. Chia sẻ cho em thật nhiều nhá, 3 lần công khai cũng như là rất nhiều nhóm ở trong nhóm cho em. 29k tất cả sản phẩm của em dành cho chị nào may mắn trong buổi tối hôm nay. Áo 29k, chân váy 29k, sơ mi 29k. Rồi, các chị ơi, các chị nào mà chưa gì nhỉ, kết nối với nhóm, các chị chia sẻ trên nhóm cho Mai với nhá. Chia sẻ chúng ta chia sẻ ý tưởng rất là tốt rồi này. Mọi người chia sẻ trên nhóm cho Mai với. Đúng không ạ? Rất nhiều, cảm ơn mọi người. Vô vàn những sản phẩm đẹp của bên Mai Châu. Đây, lấy máy này vậy. Đó, một chút nữa này, một chút em sẽ công bố nhá. Các chị comment cho em thật nhiều số điện thoại đi nào, em xem đã có ai trúng chưa. 32 không phải nhá, 82 không phải nhá, đúng không ạ? Tiếp tục chia sẻ, chia sẻ đi ạ. Chia sẻ cho em đi ạ. Chia sẻ mới mua được với giá 29k này. Đúng không nào? Và bên cạnh đó chia sẻ mới mua được cái áo này 150k miễn ship nhá. Vâng, 150k miễn ship nhá. Như vậy cái áo tính ra có 101, đúng không ạ? Ở bên ngoài đang bán 150. Đấy là những shop bình thường, còn hàng hãng người ta bán với giá 250, đúng không? Rồi cảm ơn mọi người. Mọi người chia sẻ rất là nhiều. Mọi người chia sẻ rất nhiều đi nào. Con số khá rồi, là rồi, bây giờ mọi người kiểm tra trên tường những người nào mới vào nhá. Kiểm tra trên tường hôm nay là đã chia sẻ chưa, là để bạn Trang thông báo nào. Mọi người rồi, kiểm tra lại lần nữa nhá. Chúng ta đếm khoảng 5 giây nào, 5 giây để cho chia sẻ nào. Ta nếm đi. 5 4 3 Hoàng Thúy ơi em vào 2, đi, vào để chia sẻ đi rồi mua áo 29k Hoàng Thúy ơi. Vâng, con số của em bao nhiêu ạ? 91 ạ. Rồi, vâng. Ai có số điện thoại 91 rồi. Ôi, ôi quá là tuyệt vời luôn, chị Châu Hà đúng không ạ? À, rồi, bạn Châu Hà có số điện thoại. Châu Hà có số điện thoại 91 này. 91 rồi, kiểm tra bây Châu giờ Hà kiểm tra chị Châu Hà nhá. Rất là nhanh rồi luôn. Bây giờ bạn Hoàng đã kiểm tra Châu Hòa nhá. Tiếp tục ta cho chia sẻ tiếp nào, chia sẻ tiếp để chúng ta bốc tiếp nhá mọi người nhá. Chia sẻ tiếp nào. Em thay áo luôn đi. Đó là mọi người không thích thì mai xuất sang chợ thay áo luôn. Thế à? Thôi mặc cái váy đi. Nhanh tay chia sẻ cho em đi mọi người ơi. 29k mọi người nhá, bây giờ em sẽ kiểm tra chị Châu Hòa này. Mua hàng với giá bao nhiêu? 29k. Không, tí lại mặc lại cái gì sao? Anh treo cái này không được, mai chuyển sang. Thưa ông, thưa ông kêu gì? Bảo Châu Hà không ra Facebook nhá. Châu Hà ơi, không ra Facebook của Châu Hà rồi. Bấm phát. Châu Hà ơi. Bấm. Anh đưa tí hàng máy cho người ta nhìn. Thưa nhìn đâu, ông có đâu đâu. Châu Hà ơi, của em không ra Facebook rồi nào. Bạn nào có số 91 tiếp ạ? À? 91 chúng ta comment tiếp nào. Châu Hà comment tiếp nào. Rồi, bạn nào có số 91, bạn Châu Hà không ra nick nha, Châu Hà nha. Rồi bỏ Châu Hà nha. Bạn nào có số điện thoại 91 tiếp nào. Rồi, Bùi Nhân nha, kiểm tra Bùi Nhân nha. Kiểm tra Bùi Nhân nào. Kiểm tra bạn Bùi Nhân. Đâu xong có. Nhưng mà đây em nói đây.
Chúng ta chia sẻ tiếp nào, chia sẻ tiếp cho Mai nào. Bùi Nhân 91 đúng rồi kìa. Bùi Nhân nhá. Rồi bây giờ bạn Trang sẽ xuất hiện một chiếc váy, rất là đẹp luôn, rất là ăn chơi. Dành cho những bạn nào rất là quý phái luôn mọi người ơi. Thế không ạ? Rất là bay. Bạn nào cao cao một chút nhá. Cao 1m55 trở lên nào. 1m55. Vâng, các chị nào mà chiều cao hơn khiêm tốn một chút xíu, các chị đi xem này không mặc được nha. 5-7 phân thôi. Cũng rất là ok. Bùi Nhân cũng không tìm thấy nha. Bùi Nhân cũng không tìm đẹp thấy. Đẹp ơi là đẹp. Chiếc luôn. Chiếc váy này Mai cắt rất đấy. Là in luôn để chiên khách hàng. Cả nhà thả tim xem có đẹp không? Đấy. Có phong cách không? Những bạn nào mà có chiều cao 1m55 trở lên hoặc là 58 trở lên mặc cái váy này rất đẹp luôn. Có 2 size L, XL được chưa ạ? Đẹp không? 2 size L, XL dành cho các bạn từ 55 cân tới 60 cân hoặc 62 cân 65 cân vừa. Đấy. Vậy. Bạn Bùi Nhân cũng không ra, Bùi Nhân cũng không ra nhá. Vậy bạn nào có 91 tiếp, 91 tiếp nào. 91 dành cho một cơ hội lần nữa. Bùi Nhân không ra nhá, Bùi Nhân nhá. Tiếp tục nào. Chị Lê Mỹ được đúng không? Váy rất là xinh luôn các chị. Rồi, chiếc váy này rất là xinh luôn. Nhưng nếu mà bạn nào phải cao các nhá. Chị có thấy đẹp thì các chị thả cho chùm tim nó đi rồi đấy. Có phải là nhà rồi, thiết kế có đúng thiết kế đẹp không? Hồng đỗ size M. Rất là ăn chơi. Rồi, lúc đấy bạn lấy hồng đỗ size M đúng không? Em lấy cái hồng đỗ size M đi. Cách luôn. Anh hiện ơi, tại váy nó có hai màu các chị hồng nhá. Đỗ màu ấy. Hiện tại là mặc màu xanh này, xanh tím than và trên canh sẽ là màu đen. Hai màu cho người lựa chọn. Cái áo rất là đẹp luôn. Rồi, rất đẹp đúng không? Cảm ơn mọi người, rất đẹp luôn. Nếu mà đẹp thì bên Mai sẽ tiếp sẽ phát huy những mẫu này nhá. Rồi, cảm ơn. Bây giờ này, có rất là ít, chỉ có size L và XL dành những bạn nào 55 cân, được chưa nào? 55 cân đến 62 cân hoặc 65 cân vừa, và đây là chất cốt tông. Cốt tông có giãn 4 chiều. Rất là đẹp luôn. Trên và dưới đều có giãn 4 chiều. Rất là mát mọi người ơi, cực kỳ mát luôn này. Còn những ai mà form nhỏ thì hôm nay đừng tị nhá. Bên Mai hôm những hôm sẽ tri ân những khách mà size nhỏ. Có những hôm sẽ tri ân những khách size lớn không ạ? Những khách size lớn đúng không ạ? Đấy, để cho mặc muốn rất là thướt tha đảo liễu luôn. Cái váy này mặc đi chơi thì cực sang luôn ấy. Mặc đi chơi cực sang luôn. Được không ạ? Mặc đi chơi cực sang luôn. Bạn Nguyễn Bùi, Nguyệt Bùi. Rồi, cái váy này chị giá bao nhiêu nhỉ? Đấy, hôm nay chị ăn bao nhiêu? Rất là ít thôi, chỉ cắt có rất ít, chỉ cắt khoảng 20 cái. Đấy, cắt 20 cái rất ít luôn, chỉ có L và XL. Bao nhiêu nhỉ? 220.000 miễn ship mọi người ơi. 220.000 miễn ship. Không nhanh tay không bao giờ còn, không thể ở đâu có được đẹp như thế đâu. Không có rồi nhá, ai nhanh nào. Ai? Ai mà chiều cao cho Mai từ 1m55 trở lên nhá. 1m55 trở lên nhá, mà nhắc lại này, nếu bạn nào thấp mặc sẽ không đẹp được không? 1m55 trở lên, càng cao mặc càng đẹp đúng không nào? Chụp cho bạn Trang một kiểu đẹp long lanh luôn. Được chưa nhỉ? Anh chụp đi xong được rồi. 1m55 trở lên được không ạ? Máy đưa. Chốt cho Tùng Vũ nhá. Bạn nào 1m55 trở lên được không? Có 2 size L và XL dành cho 55 cân tới 65 cân. 65 cân cũng mặc vừa cái mẫu này. Nếu bạn nào cao mặc rất là đẹp luôn. Có dáng 4 cái chiều. Cái mẫu luôn. Này là chất cốt tông loại 1. Được, ở ngoài phối một lớp chiffon cũng rất là đẹp luôn. Đấy, mặc rất là mát mẻ. Không có vắt sổ nữa nha, đường viền vòng quanh là tất cả đều nghĩ hết nha, viền bằng tay hết, không có đường vắt sổ đâu, không có mép nào vắt sổ cả. Các bạn ơi, 220.000 miễn ship, mình chỉ cắt 20 sản phẩm thôi, mình chỉ cắt khoảng 20 sản phẩm để chiên khách hàng, được không ạ? Rồi, Lâm Ngọc 1m52 cân 53 cân, không 5m53 không vừa đâu nhá. 1m55 cân trở lên cho mình, 1m55 cân trở lên cho mình, 1m86 cân rồi. Tùng Vũ, Tùng Vũ chưa? Rồi Tùng Vũ XL mặc sẽ rất đẹp luôn các bạn ơi. Những bạn nào mà form lớn á. Mặc cao những bạn nào form lớn nhá, mặc rất là thoải mái nhá, các chị nào mà form lớn này. Mặc cái chất vải của em co giãn cực kỳ là tốt, đàn hồi rất tốt. Cho mình màu đen rồi, có hai màu, màu đen và tím than, hai màu 53 có vừa không? Không, chị 53 cần, chị 53 mặc mọi người có hai màu này, đầu tiên là kẻ xanh cho em và thứ hai là kẻ đen. Nó màu xanh tím than và màu đen là hai cái màu rất là đẹp. Rồi ít thôi, em chốt cho ai mặc vừa thôi, không chốt lung tung. Càng sâu rất là ăn chơi mọi người ơi, đúng không ạ? 91 hủy nhá, 91 không trùng ai. Kiểm tra Huyền Phạm á? Rồi kiểm tra nốt bạn Huyền Phạm nhá. Bạn Huyền Phạm có đuôi giờ, có số điện thoại 91 đúng không? Bạn Huyền Phạm đã đặt hàng xong mà chị Lâm Ngọc ơi, chị đi rời khoảng 5 phân đến 7 phân cho em nhá. Đó, chị nào mà thấp và chưa đến 1m55 cho em ấy, các chị đi cho em thêm 5 phân hoặc 7 phân đôi giày lên là mặc cực kỳ chuẩn luôn, cái bộ áo dài cho em này. Đó, không nhất thiết là bạn Huyền Phạm không ra nhá, tôi hủy 91 đi. Bạn có máy không? Các chị đi thuốc cao lên cho em. Huyền Phạm ơi, kiểm tra Huyền Phạm không ra, Huyền Phạm ơi.
Rồi chúng ta chia sẻ tiếp nào, chia sẻ để mua cái váy này với giá 29k cũng được, đúng không nào? Chị nào muốn bây giờ mặc dù mai cắt chỉ 20 sản phẩm để tri ân thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta trúng quà, chúng ta lại được mua cái giá này, cái váy này với giá 29k. Mét 57-54 cân mặc vừa size L bạn ơi, bạn ghi hàng cho điện thoại nhá. Mét 57-58 cân là mặc vừa được. Đấy. Nhà thiết kế giỏi, người mẫu đẹp, hợp tác rất là ăn khớp bạn Ngọc Ngô. Rồi, bạn à gì bạn Hằng ơi, bạn có lấy thì lấy size L nhá. Hằng ơi, mét 57 lấy mặc vừa rồi nhá. Mét 55 cân, mét 55 lên là mặc xa được rồi nhá. Châu Hà. Rồi các bạn ơi, các bạn chia sẻ tiếp nào. Chia sẻ để bốc tiếp nào. Trang bốc đi Trang. Chia sẻ thôi, bỏ số 91, 91 không. Sẽ tiếp tục cái nào để chúng ta sở hữu chiếc váy em mặc đây giá 29k này nhá, rất là thành điệu và ăn chơi này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Nhanh tay chia sẻ cho em nào để em bốc tiếp tục mọi người nào. Rồi 58 cân mặc vừa không bạn Ánh Hồng ơi, có vừa mét 62 58 cân mặc size L hoặc XL vừa nhá bạn Ánh Hồng nhá. Ánh Hồng cho điện thoại luôn đi. Ánh Hồng mặc size L là vừa nhá. Size L là vừa Ánh Hồng ơi. Hoặc là size M, size XL cũng vừa. 58 đến 62 cân là mặc XL hoặc L tùy các bạn. 52 cân vừa bạn ơi, Lâm Ngọc ơi 52 cân vừa. 52 cân là size L nhá. Các chị chia sẻ cho Mai với ạ, chia sẻ nào. Chia sẻ tiếp nào. Nhẹ này, mát này. Anh tắt đi xem nào. Tắt điện nguồn rồi này, cũng vào phây này. Thế tự đặt tối nay bị đâu em sao mà hộp ra đâu. Đây này. Rồi các chị chia sẻ nào. Chia sẻ cho em này, ok hy vọng được may mắn được không ạ? Số bạn Huyền Phạm ra mà chị ơi, hoa cỏ dại. Em kiểm tra Huyền Phạm chưa? Mình rồi, không sao bên mình kiểm tra không ra? Rồi bạn Phạm Nhung ơi, Phạm Nhung 57 cân mặc xa lờ Hoàng, đưa điện thoại đưa cái váy xa lờ đây. 62 cân cho Phạm Nhung nha. Chị Hà Trang ơi. Phạm Nhung màu xanh. Rồi đưa đây. 62 cân thì mặc cho em size XL cho em chị Hà Trang nhớ, mặc rất đẹp luôn ạ. Cái form này bên em cắt ra chỉ có L XL đây, phục vụ các chị nào mà từ 1m55 và có chiều cao như cân nặng ạ. Được không ạ? Chiều cao nặng mà cao cao tìm cho em. Đó, béo khỏe béo đẹp quá chị ơi. Rất là đẹp này. Chị nào mà form người cao cao mặc cho em cái sản phẩm rất là ăn chơi luôn. Mà không bao giờ lo gì mưa rơi, áo này bộ này rất chi đẹp. Cho em lại chia sẻ tiếp tục lên để em bốc người tiếp theo nào. Rồi tiếp tục đi nào, tiếp tục nào, chốt cho Phạm Nhung nhá, sai lờ nhá. Đây chỗ sau máy này. Okay, bốc em đọc đi. Bốc luôn này. Rồi Huyền Phạm bên mình vẫn không kiểm tra, bây giờ là kiểm tra 1, tiếp các bạn ơi, các bạn yên tâm 9, bên mình. 3, rồi 1, Thu Thủy chia sẻ lên 3, nhóm luôn các bạn ơi, cảm ơn các bạn. 1, à, bạn Bích Trịnh ơi, cái váy này 220k miễn ship. 4, bên mình cắt rất là 9, ít luôn để chốt cho những bạn 1, mà form to chiến các bạn thôi nhá. Rồi Huyền Phạm à. Huyền Phạm GK đây. Đây của em không ra được. Tiếp tục này. Bốc luôn mọi người ơi, bốc luôn này. Rồi, Huyền Phạm ra rồi. Rồi, 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5 nào, này, 6, 7, 8 này. Huyền Phạm ơi, xin lỗi nhé, lúc này máy của bạn Hoàng bị lỗi, không được nhá. Huyền Phạm ơi, em có chia sẻ nhá. Huyền Phạm sẽ được mua một chiếc sơ mi này, hoặc một chiếc váy này nếu em vừa nhá. Nếu vừa thì mình mua, không chúng ta sẽ lấy sơ mi đi, nhớ chưa? Lấy sơ mi thì cái này là form người to cao. Còn cái váy này dành cho những người cao và cao nhá, và béo nhá. Đấy, nhìn rất đẹp luôn, đẹp cực kỳ luôn. Huyền Phạm, với XL thì đổ cho bạn ấy. 29k mọi người ơi, 29k. Rồi, tiếp tục đi ạ, chúng ta chốt nốt cái váy này ra nhờ. Chốt nốt nào. Rồi, chúng ta chia sẻ cho Mai với, nào, chia sẻ nhá. Nào, chia sẻ bốc tiếp nào. Nào. Em bốc vào đây. Nếu bạn nào mà không vừa cái váy này, chúng ta có thể lấy sang sản phẩm khác nhá. Đấy, những bạn nào cao thì mặc cái váy này mới đẹp được không ạ? Rồi ạ, à, bốc ra rồi nhá mọi người nhá. Con số may mắn đang cầm trên tay em rồi, nhanh tay chia sẻ cho em đi ạ. Comment thật nhiều cho em số điện thoại của chúng ta được phây này. Rất là đẹp luôn, dành cho form dáng các chị cao to cho em này, các chiến khách hàng này. Rất là tuyệt vời luôn, các chị nào được sở hữu sản phẩm hôm nay giá 29k thì quá là đẹp luôn. Các chị thấy không ạ? Rất là đẹp này, từng cái đường bay bạn cả bạn Thu Hà ơi, xếp ca, xếp đen ở trên canh lúc đấy like rồi, làm 290k Thu Hà ơi. 290k Thu Hà, đợi tí bạn Trang sẽ mặc lại cái xếp đấy nhá. Rồi, cả Huyền Phạm cảm ơn. Huyền Phạm Mai ebook cho bên Mai nhá. Ebook cho qua fanpage nhá. Màu xanh và Thu màu thủy. Đen. Thôi đó, quá. Trên canh này, đây là màu rồi, đen. Bốc rồi mọi người ơi. Đây là màu xanh. Tiếp tục mọi người chia sẻ cho Mai đi. Mình lấy XL màu xanh, bạn Hà Trang. Hà Trang cho điện thoại, Hà Trang ơi. Hà Trang cho điện thoại, hàng được cái XL màu xanh đây. Hà Trang cho điện thoại nào. Các chị ơi, hàng này là chỉ không có nhiều đâu. Hàng này không có nhiều, các bạn mặc sẽ là hàng độc trên thị trường luôn, được chưa? Đôi chục sẽ cái thôi đấy. Cho nên hôm qua là bên Mai tri ân các bạn nào theo dõi like của cuối cái váy xuông đúng không? Hôm nay rất nhiều bạn hỏi, thật sự luôn là không có. Vì Mai cắt có cùng ý thôi, để Mai chiên khách hàng thôi, để giới thiệu sản phẩm để cảm ơn mọi người. Đến lúc nào đó Mai Châu sẽ cắt mỗi một mẫu chỉ cần 20 cái thôi. 2 cái thôi được chưa? Chúng thì ta mua các chị đã mua chỉ có sản phẩm Mai Châu mới có được. Đấy. Rồi em mua cổ số một bộ đẹp lắm rồi, bạn là Thu Hà. Hàng bên mình rất là đẹp mà.
Các bạn yên tâm đi. Dần dần cắt mỗi bàn hàng thì cần chị vào mặc cái bộ ấy lên mà đi chụp ảnh cho em nhá. Đó là đẹp luôn này. Rất là bay. Bạn nào vừa mới thấy là bạn nào? Hà Trang trên điện thoại. Hà Trang ơi, Hà Trang trên điện thoại đi. Một giá sản phẩm của em bao nhiêu ạ? Cái váy này mọi người mặc đi chơi đẹp lắm luôn. 220k thôi các chị nhá. 220k miễn ship. Sắp tới là mùa hè rất là mát mẻ luôn. Mát cực kỳ luôn. Chất cốt tông này rất là thấm hút mồ hôi. Bạn pha mưa, bạn pha mưa 220k miễn ship. À, không có giấy hết Hương và Lan ơi, cái mẫu này không mặc được. Hương và Lan có thấy đẹp không? Hôm nào anh thiết kế riêng cho. Nếu mà đẹp thì hôm nào cắt form nhỏ cho những người đẹp lắm ý, thật rồi. Mình ra cái xong cái mẫu này mình thấy đẹp ngất ngây luôn. Sẽ cắt form nhỏ, sẽ cắt form nhỏ cho mọi người. Đằng sau như một đôi bé luôn. Đằng sau là váy, nhưng mà thực ra lại là hai lớp, cả một bộ hệ thống. À, bạn May Đặng ơi, 220k nhá. Dành cho các bạn nào nặng hôm nay là có size L, được chưa? Nặng từ 55 cân. 55 cân tới 65 cân. Ôi, công bố số nóng nhá. Đấy. Rồi. À, Tâm Sơn. Mà Tâm Sơn ơi, bộ này là 220k miễn ship. Được chưa nhỉ? Đấy, được chưa? Thôi được rồi. Thôi được rồi, bạn không chốt để mai chụp ảnh đi. Em mặc cho cái bộ này để chốt đi. Mặc cái. Mọi người ơi nào. À, đến 5 giây cuối cùng nhá. Cô đến 5 giây để công bố nào. Công bố cái số cho ông bốc nhá. Thảo Nguyên ơi, em vừa Thảo Nguyên ơi. Mét 50 không vừa. Mét 50. Thảo Nguyên ơi em. Thảo Nguyên ơi, em sẽ lấy bộ công sở nhé, Thảo Nguyên nhá, bộ công sở nhá. Rồi, chúng ta chia sẻ nào, chia sẻ cho Mai nào. Chia sẻ để em công bố nào, để em đi mặc vào một cái mẫu mới nhá. Hoàng viết cái bộ cho Mickey ra đây. Đưa đây, chị cho bộ cho Mickey. À, thế là chị Thánh Hoa mà không thấy giúp trả lời à? Bây giờ sẽ có bộ nhỏ dành cho mọi người được không? Cái sẽ có bộ nhỏ dành cho mọi người. Hôm nay Mai chốt một đốt bộ nhỏ nhá. Mang hết vào đây cho chị. Vâng. Bạn Hà Trang có mua cái áo này không nào? Bạn Hà Trang có mua không? À, bạn Thảo Nguyên ơi, có, sẽ có bộ đi chơi. Em cứ từ từ chờ chị một vài hôm nhá. Thật ra nhà mình bây giờ đang cháy hàng. Các chuyền đều căng hết luôn. Các bạn cứ từ từ với mình sẽ sắp xếp nhá. Bạn đang tuyển xưởng rồi nhá. Có xe nhỏ, từ từ hôm nào sẽ cắt xe nhỏ sau. Các chị và các bạn chia sẻ nhá, chết tiếp tục chia sẻ nhá. Chơi 1m52 không mặc thôi. Tôi chạm vào ấy, cầm máy điện thoại dưới. 1m52 không mặc ở đâu bạn Huyền Cảnh ơi. 1m55 trở lên nhá. Hoa đăng em đặt rồi. Rồi, nếu mà các chị thấy là bộ này nó đẹp mà muốn có những size nhỏ, các chị thả tim nhá, để mai ngày kia thiết kế bộ nhỏ nhá. Các chị thả tim nhá. Nếu các chị đồng ý là sản xuất những form nhỏ hơn thì các chị hãy thả tim nhá. Đấy. Đẹp cực kỳ, đẹp long lanh, đây là bạn Phong nhá. 63 cân vừa bạn Kiều Phạm ơi, 63 cân vừa mà. 63 cân cho XL luôn được không? Đấy. Bạn Huyền, bạn Huyền, bạn gì nhỉ? Bạn gì Phạm ấy, bạn mua để lấy cho điện thoại luôn nhá. Rồi, Kiều Phạm cho điện thoại đi em. Rồi, Mơ Phạm. Rồi mọi người ơi, hôm nào chị cũng like. Đúng rồi, Thảo Nguyên ơi, hôm nào thì mình like. Thấy chưa? Rồi. Hôm nào like thì giới thiệu sản phẩm thôi. Huyền Cảnh 1m52, 1m52 không vừa, Huyền Cảnh ơi, chị sợ hơi lùn đấy. Mặc sẽ bị dài nhá. Mục tiêu của Mai Châu là giới thiệu sản phẩm cho khách hàng. Rồi. Cái bộ này nếu mọi người ưng thì bên Mai sẽ cắt được chưa? Bên Mai sẽ cắt những form nhỏ. Còn hôm nay chỉ chiên những người form lớn thôi nhá. Được chưa? Đúng rồi, cắt size nhỏ cho những người thường thấp, đúng rồi, liền thôi, bên mình sẽ cắt nhá. Cái bộ này rất là đẹp luôn, chúng ta đi ăn tiệc này, đi đám cưới này, đúng không? Đi biển này, bộ rất là cần. Đi chơi thì đẹp luôn. Mà cũng đi làm ở đấy nhá, cái bộ đấy đi làm được mà rất lịch sự mà, đúng không? Phạm Hương không nghe gì, Phạm Hương nói gì đấy? Tiếp tục cho em. Thì người ta không xem được. Tiếp tục cho em này, chị Mai. Có chị Kiều Phạm nhá. Màu đen. Tắt tuông điện thoại đi à. Mọi người vào lại nhá, rồi hôm nay quay làm sao ấy. Đừng ở luôn lúc này làm tắt màn hình đấy. Rất là đẹp luôn nhá. Không nghe thấy gì hết à, chung báo to quá. Ồ mọi người ơi, đây mình tắt chuông đây nhá. Bạn Kiều Phạm ơi, bạn mặc rất là xinh luôn, 63 cân XL nhá. Mọi người ơi, mọi người vào lại cho Mai nhá. Vào lại nhá. Tiếp tục chia sẻ đi mọi người ơi, tiếp tục chia sẻ cho em này. Không, nếu mà không có trong ngoài này nói chắc là không thu được. Ảnh hưởng gì đâu anh. Để im lặng thì liên quan rồi. Rồi mọi người vào lại cho Mai nhá. Rồi nghe được rồi. Tiếp tục với mọi người ơi, tiếp tục chia sẻ cho em nào. Thôi chia sẻ lấy người thôi được. Được rồi, nào. Ok chị Phạm Hương. Bạn may mắn vào đi, bạn may mắn vào đi nào. Tiếp tục nào. Mua sản phẩm bên Mai trị giá 29k nào. 29k. Chiếc máy này 29k có ai muốn sở hữu không ạ? Ai muốn sở hữu 29k nào. Ok. Giá 229k.
200k, còn nếu mà mua là 220k miễn ship được không? 200k miễn ship. Mặc công bố số đi nhá. Số 17 bạn ơi, số 17 này. Vâng. Bạn nào số 17 nào, số 17 nào? Được chưa nào? Bây giờ phản hồi Facebook phản hồi liên tục. Từ từ đóng. Rồi. Số 17, số 17. Phạm Hương em thích rồi, Phạm Hương. Ai số 17 comment luôn nào. Bài Mai đang kiểm tra luôn, ngồi trên này trực tiếp nào. An Tiến Nguyễn lại đang xem ở ngoài à. Số 17 rồi, An Tiến Nguyễn rồi. Kiểm tra Tiến Nguyễn này. Ok. An Tiến Nguyễn số 17 nhá. Em đặt rồi, rồi. Chưa đâu, Hoa Đặng chưa thấy đâu. Hoa Đặng ơi, Hoa Đặng em cho lại đi, Hoa Đặng ơi. Hoa Đặng đặt cái váy này em cho lại đi nhá. Đẹp lắm đấy các chị ạ. Những bạn nào cao, mình nhắc lại luôn, những bạn nào cao, mưa bóng bóng chậm rồi. Những bạn nào cao, 1m55 trở lên mặc cái váy này cực đẹp luôn. Được chưa ạ? Cực đẹp luôn. Và cái form này những người 65 cân mặc cũng vừa nhá. 65 cân mặc cũng vừa vì chất co giãn, chất cô tông rất là đẹp luôn. Được chưa nào? Rồi bây giờ kiểm tra An Tiến Nguyễn nhá. Chúng ta chia sẻ tiếp là Mai bóc tiếp nào. Đọc đi. Nếu bạn nào mà không mặc được cái váy này, chúng ta có thể mua bất kỳ một sản phẩm nào của bên Mai hôm nay với giá 29k. Mong mong ơi em chậm rồi, buồn ghê. 417 vẫn cơ hội vẫn dành cho các bạn. Nếu vẫn như kiểm còn nhá, vẫn còn yên tâm đi, nhà Mai không thiếu quà nhá. Đấy. An Tiến Nguyễn. Rồi Hương Vân Lan. Đây nha, sao bắt đầu không... kiểm tra An Tiến Nguyễn nha, xem này. An Tiến Nguyễn chắc là chị chia sẻ thôi, vì chị ngày nào chị cũng mua và ngày nào chị cũng xem, đúng không? Riêng chị An Tiến Nguyễn ngày nào, mẫu nào chị cũng mua, đấy. Nguyễn em biết chị An Tiến Nguyễn này. Hiền ơi, 59 cân em mặc vừa nhá, Hiền ơi, váy rất đẹp luôn, mặc XL nhá. Của chị nhá, là khoảng chục lần rồi. Bởi vì cũng có người mình vào kiểm tra phây, cũng thật có người như... xanh bông hồng mình vào kiểm tra phây phây chỉ dành riêng cho Mai Châu thôi, chỉ có thể chia sẻ với Mai Châu, tối nào thì chia sẻ với Mai Châu. Cảm ơn mọi xanh người, bông hồng. Cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ bốc tiếp nào, cho anh Phương bốc đi. Anh Phương bốc tay không được đẹp lắm. Bắt đầu đến lượt mình bốc nha. Nguyễn Hiền ơi, 220k miễn ship nhá. Hay sao tiền này em vừa rút ngân hàng này. Em ngân hàng tiền nó cũ là bình thường, đây nguyên series. Thế này em vừa rút này. Tại tập này nguyên series luôn. Nguyên series từ 100. À, vấn đề là con số 15. 15 cả nhà nhá. 15 ai có số 15 nào? 15 mà mình không rõ. 15. À Trần Đức Mạnh ơi, 220k miễn ship. 15 nhá các chị nhá. 15. Vâng. Nào ai có số 15 nào? Thôi. 15 nào mọi người chia sẻ tiếp nào, chia sẻ để đấy, mua. Phạm rồi Phạm Hương. Ghim cả Phạm Hương nhá. Tiếp tục nào mọi người ơi, chia sẻ cho Mai với nào. Bây giờ kiểm tra Phạm Hương xem Phạm Hương có chia sẻ không nhá. Chúng ta nếu không mặc được cái váy này, Mai nhắc lại này. Cái váy này dành cho những người cao từ 1m55 trở lên được chưa? 1m55 đến 1m7 mà cũng rất là xinh luôn. Đấy, không sợ ngắn. Nếu bạn nào mà chúng ta chúng mini game, chúng ta có thể mua bất kỳ một sản phẩm nào bên Mai với giá 29k. Được chưa? Hương ngoài quay chúng. Phạm Hương à? Hương ngoài. Phạm Hương không? Hương quay chúng thì tặng tiền. Hôm qua những bạn nào trúng thì chuyển đấy. Chuyển khoản mà còn đâu chỉ có một người được tặng sản phẩm thôi mà con toàn chuyển khoản mà. Hương Hoài em cho lại số điện thoại nhá, để bên mình gọi lại nhá. Hương Hoài mai gọi lại cho bên mình đi nhá. Còn anh còn đen xì nó nhìn thấy. Nhìn thấy rồi, như thế là 4 rồi đây, đều đang chạy 96 người đang có ấy. Rồi, cảm ơn mọi người chia sẻ tiếp nào. Chia sẻ tiếp tục mà mọi người ơi, tiếp tục cho em nào. Rồi em thấy mọi người không cho bỏ đấy thôi. Để em mặc từ từ kiểm tra lại này xem chính xác là bao nhiêu lần nhá. Mai rồi Hương Hoài. Tu Thủy. Mai Châu này. Mai Châu. Vui vẻ tư vấn khách thật nhiệt tình cả Tu Thủy. 3 này. Cảm ơn Tu Thủy, cảm ơn Thủy nha. Thủy Tinh em này. Bộ trắng váy 6 hoa này. Trong một mấy năm 6 nha. Rồi chúc bộ trắng váy hoa. Rồi Tu Thủy. Hoàng ơi, XXL. Chân váy size L. Đâu? Chân váy nào? Thủy Đinh. Thủy Đinh em cho điện thoại đi Thủy Đinh ơi. Chị Thủy á. Thủy Đinh cho điện thoại đi Thủy Đinh. Áo trắng váy hoa, đúng rồi, áo trắng trên canh và váy hoa, tí nữa bạn Trang mặc sau nhá. Bạn Trang đang mặc hôm nay lai cứ toàn bị trục trặc nên tụt hết cả người, buồn quá. Thủy Đinh em cho điện thoại đi Thủy Đinh ơi. Áo trắng XL là vừa. Áo trắng rồi, miễn là chân váy. Chân váy L là vừa. Cái chân váy xòe đấy vừa. Hà Trịnh ơi, Hà Trịnh gọi lại cho bên chị đi. Hà Trịnh gọi cho anh Vương hoặc gọi lại cho Mai đi nhá. Hà Trịnh nhá. Bây giờ là mình nhắc Mai nhắc lại này, những người trúng quà này. Những người trúng quà là các bạn phải chủ động ebook cho bên Mai qua fanpage được chưa? Hoặc là gọi lại nhá. Đấy. Hôm nay anh Phương gọi điện cho mọi người để chuyển khoản, cũng rất nhiều người không nghe máy, có mấy người không nghe máy đấy. Hết. Tất cả những ai có giấy hôm qua hôm nay sáng nay chuyển hết chưa? Chuyển hết. Quà hôm qua là chuyển hết rồi nhá. Mọi người nhá, quà chuyển hết rồi nhá. Kiểm tra tài khoản đấy, có tài khoản nó lên tiền mình gọi, mình chuyển cho ai xong mình gọi luôn, không thì nghe máy. Mấy hoa. Có mấy người. Tiếp tục mọi người chia sẻ đi ạ.
Hòa Võ, Hoàng Trang ghi Hoàng Hoàng ghi ngay ra cho chị cái nào, những ai thắc mắc thì ghi luôn đi, sao cứ để trôi đi nhỉ, xong này. Em lấy giấy bút em ghi ra giấy để mai kiểm tra hỏi cái trang thế nào. Hòa Võ. Cảm ơn bạn đúng lại đấy. Hòa Võ ơi, bây giờ sẽ ghi lại Hòa Võ nhá, để mai xem sao nhân viên lần trước bạn cũng nhắc là gọi bạn không được. Hòa Võ, đấy. Nhớ này cho địa chỉ, cho địa chỉ em được không? Ai bảo là không qua chứng quà mà không ấy đây, anh ghi còn giấy trên ghế cho anh chuyển khoản cho ai xong anh ghi lại trong tờ giấy đây. Không phải đầy đủ luôn. Rồi em nhận được quà, Thu Thủy nhận được quà rồi đúng không? Cảm ơn Thu Thủy nhá. Rồi bây giờ bạn Trang sẽ like chúng ta một bộ váy chấm bi này, còn vài bộ mai cho nốt. Chúng ta nhìn thấy chưa ạ? Chúng ta thả tim cho mai, cái bộ này có đẹp không ạ? Bộ này có đẹp không ạ? Còn rất là ít luôn được không? Chỉ còn vài bộ thôi, mai chốt nốt được không nào? 300k miễn ship được không nào? Hôm trước mai tặng một chiếc quần mặc váy. Anh có quần mặc váy không nhỉ? Cái quần mặc váy của em trong cái còn nào? Cái bộ này được tặng một chiếc quần mặc váy nhá, tặng một chiếc quần mặc váy được chưa nào? Đấy, 300k miễn ship còn rất ít luôn. Còn rất ít luôn. Cái quần mặc váy anh ạ. Cái bộ này được tặng một chiếc quần mặc váy nhá. Những bạn nào thắc mắc trúng quà các bạn comment cho mình hôm nay luôn, tập trước để bên mai kiểm tra nhá. Đấy, cứ gọi nhắc các bạn là gọi ra cho bên mình, các bạn là không gọi lại. Thì anh chuyển khoản ra là trong máy. Rồi, có 3 size. Có 3 size SML được chưa? 3 size SML. 3 size SML. Dành cho các bạn từ 45 cân, 45 cân đến 56 cân. Bộ này đẹp lắm luôn. Đấy. Tới xuống luôn rồi. Xem bảo hôm qua hôm qua. Áo hồng canh mặc bao nhiêu? Áo hồng canh mặc bạn ơi. Áo hồng canh mặc 140k miễn ship nhá các bạn nhá. Áo backloom 140k miễn ship, chân váy 150k miễn ship, cả bộ đấy là 240k miễn ship được không nào? Rồi bây giờ cái bộ này mai chốt luôn này. Em giận chị những người mẫu luôn. Mẫu nào cũng đẹp Thu Thủy. Mẫu nào cũng đẹp. Cảm ơn mọi người thế cho nên là mai rất muốn là, thật ra là không phải là ngày nào chúng ta mua quần áo được đúng không? Xem Mai like rồi là Mai cảm ơn rồi đúng không ạ? Quan trọng nhất là mọi người chia sẻ cho Mai, để cho những người mới, được chưa nhỉ? Mai rất muốn là những người mới có cơ hội mua hàng bên Mai. Rất rẻ và rất đẹp luôn. Được chưa? Thông báo các danh sách hôm qua mình đã chuyển khoản này. Đây tối sáng này mình đã chuyển khoản nhá. Của Hương Hoài ở trong đây mình ghi này. Hương Hoài là 0986218252. Anh giở ngược kia người ta nhìn. Giở ngược cái này thì làm sao được? Tất cả đây là mật mã, cái mã này, cái mã chuyển khoản của mình này. Còn đây, đây là Hương Hoài này, 0986 này, 21218 này, 252, đây là của Hương Hoài nhá. Mình ghi lại hết danh sách này, Hương Hoài này. Nhưng mà gọi hiện có những người ta không nghe máy. Hiểu chưa? Rồi các bạn ơi, các bạn ơi, tất cả đấy, những người mà trúng quà đêm qua mình chuyển khoản đi, sáng nay, trưa nay Hương đã chuyển quà rồi nhá. Đấy. Chúng ta kiểm tra lại tài khoản đi nhá. Kiểm còn đây là tất cả những cái mật mã của mình chuyển khoản này. Và những ai chuyển khoản sau là mình đánh dấu luôn này. Mình gọi lại tất cả từ lần lượt như có người nghe máy và có người không nghe máy. Đấy. Rồi Thủy Lê, bộ này rất đẹp, bộ này rất đẹp luôn. Hương, Nguyễn Hương này. Rồi là Nga Phạm này. Lê Hiền này. Ban B này. Hương Hoài này. Thúy. Rồi Thúy Hằng, Mai Châu Mẫu Toàn, toàn bộ đẹp, cảm ơn. Thu Thủy này. Chúng ta chia sẻ cho Mai với nào. Mỗi người ở đây chia sẻ cho Mai. Hiền Đặng này. Hà Nguyễn này. Nguyễn Thị Vân này, chị Tâm này, đấy những người không có chị Tâm là cái chị hôm qua hát cả nhà cùng nghe này, tất cả mình đã chuyển khoản này, đấy tất cả mình đã chuyển khoản trên tờ giấy này. Các bạn ơi, các bạn kiểm tra tài khoản nhá, tất cả những người trúng quà là bên Mai đã chuyển khoản hết rồi nhá, kiểm chúng ta có thể chúng ta không để ý đâu, và có một vài người anh Vương gọi không được thì anh Vương vẫn chuyển tài khoản rồi nhá. Rồi cái bộ này 300k miễn ship và Mai tặng cho mỗi người một chiếc quần mặc váy ở trong được không nào? Một chiếc quần mặc váy này, chiếc cotton rất là đẹp luôn. Mặc một chiếc quần mặc váy này, chiếc quần này trị giá ở bên ngoài là 40.000 hoặc 50.000 và cái bộ này là 300k miễn ship. Như vậy chúng ta thấy rằng cái bộ này trị giá chỉ còn có 250 hoặc là 240 đúng không nào? Đấy, có 3 size S, M, L và có hai màu, màu hồng. Có hai màu, màu hồng và màu tím than. Màu hồng và màu tím than. 48 cân mặc size M. Đây. 48 cân mặc size M. Bạn ơi, bạn nào đặt hàng cho điện thoại luôn nào. Hoàng treo chị bộ hồng cho Hoàng ơi. Treo chị bộ hồng cho nào. Có hai màu các bạn ơi. Màu tím than và màu hồng nhá. Màu tím than và màu hồng, được chưa ạ? Màu tím than, màu hồng. Rồi, Hà Ngôi, bộ canh đang mặc váy đen và hồng giá bao nhiêu bà ơi? Cái bộ đấy là 290k miễn ship nhá. Có size L bạn Hoàng, bạn Loan Bách ơi, có size L, có S, M, L dành cho những bạn từ 45 cân tới 56 cân. Bộ này 45 cân tới 56 cân
Đấy, bộ này rất là đẹp, rất nhiều người nhận bộ này đẹp rồi, hôm nay chỉ còn vài bộ máy chốt nốt, được chưa? Đầm lúc nãy có size gì? Bạn Phạm Hương đầm đấy có L với XL. Hoàng Vinh ơi, màu đen 65 cân. Ờ, bạn Hoàng Vinh 65 cân, bộ này không vừa đâu. 65 cân chỉ mặc cái áo, cái váy cốt tông đấy thôi. 40 cân không vừa bạn Hà Phương ơi. Cái bộ này phải 45 cân nhá. 45 cân. 45 hoặc 44 cân nhá. Ừ, quý anh em chào cô. Rồi, chào con gái. Rồi tiếp tục mặc theo cái chân váy này. Có hai màu các bạn ơi. Có hai màu nhá. Rồi, size L màu gì? Loan Bách màu gì? Bạn Loan Bách có hai màu này. Màu hồng và màu tím than, màu nào cũng đẹp, được chưa nhỉ? Rồi, chốt cho Hoa Vinh nhá. Rồi, có hai màu. Màu hồng và màu xanh mọi người nhá. Hồng và màu xanh tím than. Rồi Loan Bách size L, rồi chốt cho Loan Bách size L màu gì Loan Bách ơi? Loan Bách size L màu gì? Nhanh lên không lại chốt mấy comment của em, mấy comment lại phải có điện thoại nhá. Bộ con canh mặc 60 cân vừa không? Bạn Nguyệt Bùi ơi có vừa, bộ con canh mặc 60 cân là vừa. Áo XL và chân váy XL là vừa nha bạn Nguyệt Bùi nha. Váy hoa đen ở con canh là bao nhiêu? Bạn Quyên Hoàng ơi, váy hoa là 140k miễn ship. Cái áo trắng đấy là 140k miễn ship, tí nữa mai sẽ like lại nha. Có bộ nào 40 cân không? Bạn Hà Phương ơi có, bộ 40 cân là size S bạn ơi. Tím than Loan Bách rồi, tím than size L, Loan Bách. Rồi còn một bộ size L nữa, một bộ size L tím than nữa nào. Chúng ta chốt luôn nào. Chúng ta chia sẻ cho Mai nào. Mọi người nhớ là bộ này chia chúng sẻ, ta được tặng thêm quần tặng váy nhá. Được tặng một cái quần này, được tặng cái quần này người được chưa? Khi mua bộ này cho em này được tặng luôn một quần tặng váy này. Đó, 58 cân vừa, này. 55 cân mét 8 size L vừa Hùng Giang ơi. Hùng Giang em size L là vừa nhá. Hùng Giang có lấy không? Màu tím than còn một bộ nữa thôi. Bộ áo trắng váy hoa bao nhiêu? Bạn Ngọc Ngô, bạn Nguyễn Ngọc ơi, bộ đấy là 240.000 miễn ship. 240.000 miễn ship được không nào? Tí nữa bạn Trang sẽ mặc lại bộ váy hoa nhá. Bộ váy hoa rất là đẹp luôn. Bạn Hùng Giang lấy thì cho điện thoại nhá. Hùng Giang cho điện thoại đi. Hùng Giang lấy màu hồng hay màu tím than? Còn một bộ tím than thôi. Còn một bộ tím than nào? Hùng Giang lấy bộ tím than hay hồng nào? Nhanh tay các chị ơi. Nhanh tay nào để chúng ta thiệt rồi. Em bỏ ấy ra cho mọi người nhìn đi. Rồi bộ tím than nào. Quần gần mình xem. Quần cốt tông mặc ở trong mà. Qua gần mình xem. À thế à, qua gần mình xem à. Ôi bộ này đẹp lắm. Rồi bộ tím than. Rồi chốt cho nha hết. Đây tím than ở trên. Chưa cho đây rồi. Rồi Hùng Giang. Hết tím than nhá. Còn một bộ S, một bộ M tím than. Một bộ S, một bộ M tím than. Cho bộ gì? Bộ M. Còn một bộ S và hai bộ M tím than. Tiếp tục nào các bạn ơi. Thùy Đinh ơi em cho lại đi. Em cho lại đi, chưa chốt được em cái gì đấy. Còn Thùy Đinh em cho lại đi nhá. Chúng ta tiếp tục đi nào. Chia sẻ cho Mai nào. Chia sẻ bóc quà tiếp. Mấy hoa. Rồi Kim Ngân S tím than. Rồi Kim Ngân cho S tím than. Kim Ngân ơi tím than S nha. Kim Ngân điện thoại hết rồi. Hết tím than rồi nhá. Kim Ngân. Tuyến Lê sai bờ tím than này. Bờ tím than Kim Ngân cho điện thoại đi. Tuyến Lê rồi đây. Còn một bộ mờ nữa là hết nào. Còn màu hồng. Còn màu hồng bây giờ bạn Trang sẽ mặc màu hồng. Nhưng màu hồng rất là đẹp luôn. Cái gì? Màu đen. Ồ thế à. Màu đen đấy. Mà S đen được em mà. Đen màu đen đẹp mà. Tuyến Lê. Bạn Kim Ngân à, bạn Kim Ngân đúng không? Tuyến Lê. Kim Ngân cho điện thoại luôn nhá. Kim Ngân ơi cho điện thoại luôn để chốt luôn cho Kim Ngân một bộ hết rồi nhá. Còn một size M tím than. Còn một size M tím than. Còn một size M tím than. Đây đây. Kim Ngân đấy. Kim Ngân cho điện thoại đi Kim Ngân ơi. Áo trắng váy hoa rồi. Thùy Đinh em cho điện thoại đi Thùy Đinh ơi. Áo trắng váy hoa rất nhiều luôn. Tí bạn lại sẽ lại. Rồi cho Kim Ngân nhá. Bây giờ bạn Trang sẽ đi mặc màu hồng được không ạ? Rồi đi mặc màu hồng, màu hồng rất là đẹp luôn. Những bạn nào thích màu hồng thì ta chốt màu hồng nhá. Thùy Hằng đẹp quá, đúng rồi, rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, cái váy hoa này. Bây giờ mình chốt cái váy hoa này. Ô, anh ơi, cái váy hoa này đâu nhỉ? Yeah. Anh đưa cho em. Cái váy xòe hoa này nhá, 140.000 miễn ship. Đúng không ạ? 140.000 miễn ship. Có rất nhiều màu hoa. Rất nhiều màu hoa luôn, có 4 màu hoa. Đây là hoa đen. Chất vải nhăn nhật nha. Vất vải, vải tằm nhật nha. Vải tằm nhật các bạn ơi. Vải tằm nhật này. Đấy, cái váy này rất là đẹp luôn, mặc đi làm được, mặc đi chơi được. 140.000 miễn ship. Màu đen hoa tím. Thùy Đinh là mặc X, là mặc Thùy Đinh mặc cái gì? Comment đây gì? Là màu hồng tím than. Váy cái bộ vừa nữa. Còn đây là màu tím than hoa đỏ. Thùy Đinh em đặt cái gì đấy? Hoàng cứ ghi số điện thoại của bạn ấy ra đi. Đây ghi rồi. Còn đây là hoa vàng tím than hoa đỏ. Hoa vàng
Đâu, đây là đỏ đây. Đây là tím than, đúng rồi. Đấy. Rồi tiếp tục nào. Các chị chia sẻ nha, các chị chia sẻ nhanh tay nha. Áo trắng không thì bao nhiêu bạn ơi? Áo trắng không 140k miễn ship nhá. Nhưng mà người mẫu mà mặc lâu quá để em ra mặc cho nó đẹp luôn này. Không, một cái không miễn ship nhá. 140.000 miễn ship, các bạn mua hai sản phẩm được không? Mua hai sản phẩm bên Mai nhá. Mua hai sản phẩm nhá. Cứ gọi điện. Rồi, bộ này hôm nay em mặc rồi đẹp lắm, đúng rồi. Bạn ơi, chỉ còn vài bộ hôm nay chị chốt nốt. Hải Nguyễn đặt cái gì? Bạn là gì nhờ? Hồng Giang, bạn vào xem. Hồng Giang à? Rồi bây giờ là chốt bộ hồng nào, chốt bộ hồng. Bộ hồng còn mấy bộ thôi? Bộ hồng còn SML nhá, bộ hồng còn SML nhá. Áo chấm bi có mấy màu? Áo chấm bi có 3 màu bạn ơi. Áo chấm bi có 3 màu. Có màu hàng kẹp cho chị áo chấm bi đi. Đây đưa màu trắng này. Lấy móc. Áo chấm bi có 3 màu, 140k miễn ship. Cái áo này các bạn mặc vào chân với ôm đẹp lắm luôn. Rồi tiếp tục màu hồng. Màu hồng. Còn một bộ tím than, một bộ tím than size M nữa nào. Bạn nào mặc nốt nào. Bộ tím than, Hải Nguyễn bộ tím than. Hải Nguyễn bộ tím than size gì? Em cứ chốt như thế làm sao chị chốt được cho em. Đây là màu hồng mọi người nhá, màu hồng này. Rất là đẹp luôn, cực kỳ là sáng da. Hàng ơi tí nữa, hàng ơi đợi chị tí. 45 cân có vừa bạn ơi, 45 cân size S vừa nhá, Diệp à, Ba Mi ơi. 45 cân size S có vừa nhá. 45 cân size S có vừa bạn ơi. SML và chúng ta được tặng một chiếc quần mặc váy. Được tặng một chiếc quần mặc váy nhá. 300k miễn ship lại được tặng chiếc một chiếc quần mặc váy nữa bên trong được chưa? Chưa đâu có ai tặng nhiều quà như Mai Châu đâu ạ. Chân váy hoa đen, con canh size. Rồi, chân váy hoa đen con canh rồi bạn ơi, bạn cho size đi. Em ghi ra giấy đi. Rồi Quyên Hoàng, Hải Nguyễn size M chị Mai rồi, chốt cho Hải Nguyễn màu tím than đúng không? Hải Nguyễn lấy có màu tím than size M đúng không? Rồi chốt cho Hải Nguyễn nốt em ơi đây. Váy kẻ lúc nãy like là 220.000 miễn ship bạn ơi. Bạn Nguyễn rồi, bạn Xuyến Nguyễn ơi, 220.000 miễn ship. Bạn Quyên Hoàng size L. Ôi Quyên Hoàng comment cho chị chịu, tôi chẳng biết size gì size L. Vâng mọi người ơi, đặt hàng gì này, đặt hàng nhanh cho em nhá. Hải Nguyễn này. Tím than size M đúng rồi. Rồi. Chốt cho Hải Nguyễn tím than size M nhá. Hết rồi nhá, hết tím than chỉ còn màu hồng thôi. Còn màu hồng các bạn ơi, màu hồng này cũng rất là đẹp luôn. Có size SML, SML, đúng không nào? SML. Có size SML. Tiếp tục chúng ta chia sẻ bốc tiếp nào. Huệ Trần hết rồi. Hết tím than rồi Huệ Trần ơi, chỉ còn màu hồng thôi. Chân váy con canh mặc bao nhiêu? Con chân váy xòe là 140.000, chân váy u mì là 150.000, được chưa ạ? Các bạn ơi, miễn ship hết cả. Được chưa? Các bạn ơi, miễn ship nhá. Miễn ship nhưng mà các bạn đây là giá các bạn chia sẻ nhá. Mà sao mặc đi mặc lại phải mặc. Đó. Được chưa? Trong kia có cơ mà. Mặc bóng đèn còn hơn hầm. Rồi tiếp tục đi à. Mặc váy hoa đi thôi rồi. Chốt mặc váy hoa đi. Mặc váy hoa mà không thích này thôi. Còn một vài bộ để chơi được được. Mặc váy hoa nha với áo bèo nhá. Áo bèo kia. Bây giờ bạn Trang sẽ mặc chúng ta váy hoa nhá. Áo bèo. Váy kẻ. Chân váy hoa này rất là đẹp luôn nhá mọi người nhá. Chân váy hoa này rất đẹp. Xuyên Nguyễn ơi, váy kẻ chỉ có L XL dành cho những bạn nào 1m55 trở lên, được chưa ạ? 1m55 trở lên. Chứ váy đấy là váy nó rất là dài. Vâng, mình chốt bộ váy kia ở giữa rồi. Bạn Hoàng Vinh ơi có XL đấy chốt cho em rồi mà. Người ta hỏi tiếp. Bộ canh váy hoa. Rồi Hàng ơi, đây, bây giờ sẽ mặc cho em bộ canh váy hoa nhá. Có XL. Nhưng mà chân váy chỉ có L thôi. Áo thì có XL. Nhưng mà bạn bao nhiêu cân? Chân váy đấy 58 cân vừa đấy. Chân váy xòe đấy. Các chị chia sẻ đi. Các chị chia sẻ nào, chia sẻ lên không? Chia sẻ tiếp nhá. Thả tim. Chúng ta chia sẻ tiếp nào, chia sẻ để Mai bốc tiếp này. Tiếp tục nào. Bây giờ sẽ mua sản phẩm với giá 29k. Rất nhiều người được mua sản phẩm với giá 29k trong tối nay rồi đúng không? Chúng ta chia sẻ tiếp nào. Rồi áo hồng canh mặc bao nhiêu Hoàng Mai? Bạn ơi, 140.000 miễn ship Hoàng Mai ơi. Hàng Mai ơi, 140.000 ship. Hàng Mai mua hàng nhà mình rất nhiều rồi mà. Hàng Mai mua bộ ấy tiếp đi. Bộ ấy rất là đẹp luôn đấy. Rồi cảm ơn mọi người đã thả tim. Tiếp tục mọi người chia sẻ nhá. Chia sẻ để mua nào. Bây giờ là chân váy hoa 29k. Đúng không ạ? Áo sơ mi 29k. Tim bay thì không. Rồi Minh Huệ.
Rồi bây giờ bạn Trang đã xuất hiện một chiếc chân váy hoa và một chiếc áo mèo, được chưa nào? Áo trang trí rất là đẹp luôn. Đấy, chúng ta nhìn thấy chưa? Bèo được cắt laser mọi người ơi, đó, được cắt laser này rất là tự nhiên và bay bổng luôn. Ừ. Châu à, chị nhầm, trời ơi. Rồi mọi người ơi, bộ này 240.000, 280.000 miễn ship. Nào bây giờ, Quế Hương ơi, cái chân váy này 140.000 miễn ship bạn ơi. Cho tớ bộ hồng canh mặc. Rồi, size gì bạn Hà Ngô? Hà Ngô trên điện thoại đi. Hà Ngô trên điện thoại, bộ hồng canh mặc Hà Ngô trên điện thoại nhá. Hoàng ơi, Hoàng lấy áo chân váy luôn xem Hà Ngô là gì. Chia sẻ tiếp tục nào, chia sẻ tiếp tục thêm. Em bốc nhá, chia sẻ tiếp tục đi nào. Em ghi số điện thoại người ta ra xong chốc em chép luôn, em cứ đi tìm comment em làm rất là lâu luôn. Số điện thoại đâu? Chia sẻ tiếp tục cho em đi ạ, để chúng ta được mua hàng với 29k. 29k áo này, 29k váy của em. Nhanh tay chia sẻ cho em này và comment ngay cho em số điện thoại đi ạ. Rồi, Hà Ngô cho điện thoại, Hà Ngô cứ comment một tí một, rất là mệt Hà Ngô. Cái áo đây sắp hết rồi nha. Hà Ngô sắp hết rồi nha. Nào tiếp tục chia sẻ nào. Hôm nay 29k chứ không phải 89k như hôm qua được chưa? 29k rồi ơi. Mỗi hôm mai sẽ chia một kiểu đúng không? Chân váy xòe 63 cân không vừa bạn Hà Trang ơi, 63 cân không vừa. Hà Trang 63 cân này chỉ mặc X hoặc mặc chân ôm đẹp hơn. Mì cho em nhớ đây. Ừ. Chỉ là 63 cân mặc chân ôm mì cho em mặc XL thì cực kỳ đẹp luôn. À Quế Hương cả bộ là 280.000 miễn ship. 280.000 miễn ship. Hà Ngô cho điện thoại luôn. Áo hồng thôi, váy hoa tím đen. Rồi, áo hồng và váy hoa được rồi. Hà Ngô rồi ok. Cho Hà Ngô nhá. Tiếp tục nào. Hôm nay bán với giá 29k được chưa ạ? Nguyễn Huyền ơi, tất cả sản phẩm đều 29k được không ạ? Tất cả sản phẩm chứ không phải là cả chơi như nào. Tất cả sản phẩm đang bán 29k để chúng ta trúng quà. Hồng Mai cho áo canh mặc size S rồi. À, Hồng Mai ơi, phải hai sản phẩm nhá. Bạn Hằng Mai nhá. Hằng Mai size S màu hồng Hoàng ơi. Size S màu hồng quà đấy. Chia sẻ nhanh cho em nào, chia sẻ nhanh đi để em bốc quà nhá. Hằng Mai ơi, nhớ này hai sản phẩm nhá, hai sản phẩm nhá. Màu hồng. Rồi, sắp hết cái áo bếp luôn đấy rồi. Hết hồng luôn nhá. Rồi màu hồng hết rồi, màu hồng hết S rồi nhá. Màu hồng hết S được chưa? Rồi tiếp tục đi nào. À. Hoa là áo hoặc chân váy à? Đúng rồi, Lê Mít ơi, áo cũng được, chân váy được 29k. 29k được chưa? Sản phẩm nào cũng được chị nhá, sản phẩm nào cũng được, miễn là 29k này. Hà Phương ơi, bộ canh mặc còn mà em, còn. Vẫn còn, màu hồng hết S thôi. Tiếp tục đi nào. Ồ, màu hồng màu trắng. Ok Mít nhá. 29k mọi người chia sẻ cho Mai với. Hàng ơi, 29k là trúng quà. Được chưa? Em cứ chia sẻ đi, nếu tí em trúng quà em sẽ được mua về 29k. Được chưa? Nên em trúng quà nhá. Hà Trang chốt cho mình váy XL rồi, chốt cho. Rồi chốt cho Hà Trang bây giờ mới comment này. Màu xanh. Màu xanh XL chốt cho Hà Trang nhá, cái váy đẹp lắm Hà Trang ơi. Chân váy hoa có size M có bạn Thủy Nguyễn ơi, chân váy hoa có S, M, L. Dành cho các bạn từ 43 cân tới 56 cân. Chất tầm Nhật này. Chất tầm Nhật nhá. Nhẹ và mát. Thủy Nguyễn ơi, em lấy chân váy hoa đi, chân váy hoa đẹp lắm. À, Quyết Tâm ơi, 29k là được một sản phẩm. Được chưa? Một sản phẩm trúng quà. Bộ mặc ở nhà Hà Phương, bộ mặc ở nhà thì Hà Phương mai gọi để cho nhân viên đi, bộ mặc nhà còn ít lắm chứ không like đâu, vẫn còn ở đây này. Quyên Hoàng kìa. Quyên Hoàng. Chân váy đang mặc. Này với chân váy hoa. Đúng rồi, giống nhau mà. Là giống nhau mọi người, như đây hai mẫu này luôn là em đang mặc hai cái giống nhau. Giống nhau. Chân váy này có 4 màu, nhìn này. Đấy. Nhìn này, tím than hoa được chưa? Màu tím than hoa mọi người nhìn thấy không? Tím than hoa này đẹp chưa? Đó, tiếp tục này, màu đỏ, hoa đỏ nhá, hoa đỏ nhá. Sắp hết hàng rồi mọi người ơi. Đây là lá hình tím than nhá, hình lá màu tím than. 60 cân mà nếu bạn cao là vừa. Cái váy xòe này thì nó thoải mái nhá. Nếu bạn cao là vừa nhá. Áo chị đang mặc bao nhiêu? Áo 140k bạn là Trần Phạm, Trâm Phạm ơi. Rất nhiều bạn mới vào đúng không? Bộ mặc ở nhà size S còn không? Còn sai à? Hà Phương ơi, bộ mặc ở nhà chỉ có size M thôi, nhưng mà size M mới dễ mặc được với nhau vì bộ ngủ mà. Hà Phương ơi, em cứ gọi điện cho nhân viên đi, em cho điện thoại đi. Hà Phương cho điện thoại đi để chị tư vấn cho. Cát Bi. Ừ. Váy chị đang mặc bao nhiêu vậy? Cát Bi ơi, cái bộ này. Cái bộ này là 280k miễn ship. Được chưa nhỉ? 280k miễn ship. Áo sơ mi 140k, chân váy 140k. Cát Bi 45 cân. Rồi, cảm ơn mọi người, mời mọi người nhá. À, Phương cho xuống tặng mua bộ chị. Ờ, bạn
Bạn ơi, những mẫu like hôm nay trên kênh là hết hết à. Bạn Hà Lê ơi, vẫn đang còn đây, bạn Hà Lê lấy đi. Mình chắc này này, bộ này SML dành cho các bạn từ 43 cân tới 56 cân được chưa? Miễn ship, hàng bên Mai Châu miễn ship khi các bạn chia sẻ nhá. Miễn ship là chia sẻ. Bộ váy kẻ trên kênh bao nhiêu, size gì? Bạn Trang Nguyễn ơi, bộ váy kẻ trên kênh là có size L và XL. Hôm nay Mai chỉ cắt để chia những người form lớn, giá 220k miễn ship, đúng không nào? Có màu trắng hàng ơi, có màu trắng nhá. Em chia sẻ đi mọi người, tiếp tục chia sẻ nào. Cái màu này, cái áo này có 5 màu, áo này có 5 màu. Màu trắng, màu hồng, màu xanh. Không phải, sao Hà cầm trang cầm cái gì đây? Tìm gì? Màu trắng rồi này, màu xanh cầm gì? Nguyễn Hòa màu xanh mờ. Màu đen đi này. Sao lại mọi người treo đâu hết rồi? Không biết. Trang Nguyễn ơi, mặc người váy kẻ màu nha. Hồng tôm này, cái áo này có màu hồng tôm này mọi người ơi, màu hồng tôm này. Màu hồng tôm. Vải có co giãn Thủy Nguyễn ơi, vải này rất là đẹp luôn, vải cốt tông nhá. Bạn mà lớn cân bằng rất là đẹp luôn. Váy xòe 51 cân bằng size L. Không, không dài bạn Hải Nguyễn ơi, váy xòe 51, mét 51 không, không dài đâu, mét 50 là mặc được rồi, Hải Nguyễn ạ. Nhờ, cái áo sơ mi này này, có 5 màu, màu xanh lơ, màu hồng tôm, màu hồng phấn, mà xin lỗi, màu hồng phấn này, màu hồng tôm, màu trắng và màu đen, được chưa? Màu trắng và màu đen. Cái áo này rất là đẹp luôn, chúng ta phối với cái hoa, váy hoa này đẹp lắm luôn này. Đấy. Lúc thì điện thoại, lúc thì xin lỗi mọi người nha, rơi máy, xin lỗi nha. Rồi tiếp tục đi. Đi thay màu khác nha. Tiếp tục mọi người chia sẻ để bốc tiếp nào, chia sẻ bốc tiếp lên người nào. Tí nữa lại có quà tiếp cho mọi người theo dõi vào mai. Trang Nguyễn 65 cân có vừa, Trang Nguyễn ơi, 65 cân mặc XL vừa nhá, Trang Nguyễn cho điện thoại đi. Cái váy trên kênh đẹp lắm, lúc nãy bạn Trang mặc rồi đẹp lắm luôn. Lan Bách cho em chân váy đang mặc size L nhé, Lan Bách cho điện thoại, Lan Bách ơi. Mai nhắc lại này, cái váy xòe hoa này các bạn phối cho Mai với cái áo sơ mi này. Rất là đẹp luôn, được chưa? Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Chúng ta phối thì rất là đẹp luôn. Tại sao là chân váy hoa rồi thì chúng ta không nên phối với áo thêu nữa. Chúng ta phối với áo đơn giản này thôi. Cái bèo này là mà nhà Mai cắt laser nhá. Chứ không phải may như các ở ngoài là người ta may mí đâu. Nhà Mai cắt laser đấy. Giống như một cánh hoa cắt laser luôn. Đấy. Chúng ta phân biệt nhá. Áo này 140k, được chưa? Chân váy 140k. Chúng ta nhìn thấy chưa? Phối với chân váy hoa màu nào cũng đẹp luôn. Đấy. Màu nào cũng đẹp. Chân váy hoa có rất nhiều màu nhá. Loan Bách lấy cho điện thoại luôn, Loan Bách nhờ. Rồi. Bạn Hòa Võ ơi, Hòa Võ cho điện thoại đi để bạn Hoàng ghi Hòa Võ ra đi để Mai kiểm tra cho Hòa Võ luôn nhá. Hòa Võ cho điện thoại đi, Hòa Võ cho điện thoại chưa? Chưa. Hòa Võ cho chị điện thoại này, chị nhắc lại Hòa Võ này, cho lại số điện thoại, được chưa? Rồi, chiếc váy hoa này các bạn nhìn thấy chưa? Đây là chiếc chân váy hoa rất là đẹp luôn. Cho xuống đó, rồi mà chị. Ồ nhưng mà rồi Loan Bách ơi, cho lại cho chị lại với. Loan Bách cho lại đi Loan Bách ơi, xong mấy mai nhân viên gọi luôn. Rồi. Loan Bách rồi. Một bộ tím than. Loan Bách lại đặt cái gì đấy? Bây giờ em đặt cái gì? Bây giờ em đặt cái gì? Em ghi Hòa Võ đi. Cho em một chân váy màu đen nhé. Quế Hương một chân váy màu đen. Chân váy hoa này đúng không Quế Hương ơi? Quế Hương là chân váy hoa đúng không? Hoa này các bạn chốt cho mình nhé. Bây giờ mình đang like hoa, các bạn chốt cho mình hoa đen này. Hoa đen là bạn Trang mặc được chưa? Quế Hương mà sai gì Quế Hương ơi? Em đi điện thoại đi. Hoa tím than này. Hoa đỏ này. Và gì? Lá tím than được chưa? Đúng rồi, cắt bi em lấy chân váy. Cắt bi cho điện thoại nhá. Cát Bi có điện thoại chưa? Rồi, chốt cho Cát Bi nhá. Quế Hương. Chốt cho Quế Hương lấy size gì đấy? Loan Bách lấy size L Hoàng ơi. Size L váy à? Size L váy hoa nhá. Rồi. Size L váy hoa em ơi. Rất là nhẹ mọi người nhá, cực kỳ là nhẹ mà mát. Rồi, một áo hồng tôm Phương là Phượng Đông à, một áo hồng tôm cho điện thoại Phượng Đông cho điện thoại đi. Thôi bây giờ mọi người chia sẻ đi mai chơi đi. Có tiền đến đâu rồi? Đây.
Rồi, chia sẻ nào. Cả set này là bao nhiêu ạ? 200. Nguyễn Hòa cho điện thoại đi đấy, mua cả set đi. 290 đúng không ạ? 280. 280k. Cả set của em là 280k mọi người nhá. Tiếp tục chia sẻ để em Quế Hương 46 cân mặc size M, Quế Hương ơi, 46 cân mặc size M thôi. Rất là đẹp luôn mọi người nhá. Chị đang mặc màu đen rồi. Quế Hương ơi, một Quế Hương ơi. Size M nhá, Quế Hương cho lại Quế Hương điện thoại cho em. Quế Hương rồi, mở. Quế Hương nhá, size M nhá. Phương Đông, lấy áo đồng tôm nữa. Mà nặng 54 cân Phương Đông ơi. Mặc mặc size L nhá Phương Đông, Phương Đông lấy nút chân váy đi, mặc cùng đi Phương Đông. Phương Đông lấy chân váy đẹp lắm. Đúng rồi, được kiểm tra hàng các bạn ơi, riêng nhà mình được kiểm tra hàng, các bạn yên tâm luôn nhá. Không ưng gọi lại cho mình là em không ưng nhá. Nhưng mà yên tâm. Cắt pin mặc size M. Các bạn yên tâm là không bạn nào trả lại hàng hết, được chưa? Không bạn nào trả lại hàng đâu, hàng rất là đẹp luôn. Đấy. Nào, mình là sang chốt màu đi. Em sẽ chốt lại màu một chút này, đầu tiên là màu của em là màu đen, hoa đen. Hoa đen của em, tiếp theo là màu hoa đỏ. Bà Lan Đỗ ơi, em 55 cân mặc size L, Lan Đỗ ơi. Hoa đen này, đây là hoa đỏ cho em ạ. Bạn nào trúng quà thì chúng ta sẽ được mua với giá 29k được chưa? Đó, hoa đen này, hoa xanh tím than cho em. Tiếp theo là đúng rồi, áo trắng sau cùng. Hoa đỏ mọi người nhá. 140k. 140k. Tiếp theo màu của em là đây ạ, xanh lá, tím than lá. Đúng không ạ? Xanh tím than họa tiết lá của em chốt lại một lần nữa. Xanh tím than họa tiết lá này. Xanh tím than hoa đỏ này. Xanh tím than hoa này. Chúng ta chốt nhá, chúng ta thích hoa gì chúng ta chốt vào đi, hoa nào cũng đẹp luôn đấy. Hoa nào cũng đẹp, may khẳng định luôn. Có 3 size SML dành cho các bạn từ 43 cân tới 56 cân. Đúng nào. Còn áo sơ mi, chiếc váy này sẽ đi với áo sơ mi. Áo sơ mi cũng có rất nhiều màu này. Áo sơ mi cũng có rất nhiều màu. Đấy, các chị thích nào chụp ảnh màn hình cho em nhá. Sơ mi của em này, hoa bèo này. Đây là màu xanh ngọc mọi người nhá. Xanh ngọc, màu thứ hai. Màu thứ hai là màu hồng. Đúng không ạ, màu thứ hai là màu hồng phấn. Màu thứ ba là màu đen. Wow, màu thứ tư là màu hồng tôm. Và màu trắng. Đó, châm fan đây, cho số điện thoại cho châm fan nhá. Màu trắng trên kênh mọi người nhớ series 5 màu. Đó, màu đen này. 48 cân size M. Rồi, châm fan cho số điện thoại. Màu châm hồng. Fan cho điện thoại đi, châm fan ơi. Đúng rồi, châm fan size M, em ơi, 48 cân size M thôi. Màu xanh ngọc, màu hồng tôm và màu trắng 140k. Đó, 140k. Kết hợp cho em một chiếc chân váy hoa, cũng 140k cho em này. Đi cả set cho em, chân váy hoa thì chúng ta áo chúng ta họa tiết đơn giản cho em ạ, để chúng ta đỡ rối mắt cho em, kết hợp là rất là hoàn hảo rồi. Ừ, Hải Nguyễn đang bảo người mua hồ đúng không nào? Đúng rồi, cả set là 280k. Cả set 280k miễn ship. Được chưa? 280k miễn ship. Rồi bây giờ bạn Trang, bây giờ chúng ta chia sẻ đi nào. Những người mới vào chia sẻ chơi tiếp để bạn nào được mua cái áo này với giá 29k và cái chân váy với giá 29k. Đề nghị vào trong mặc ngay cho áo ở trong màu trắng. Sao? Nó hở hết rồi này con. Bình thường gì đi vào nó đâu, nó hở hết trên này. Thế á? Ồ. Bây giờ bạn Trang nào, mày bóc tiếp đi. Bảo đi, không nói cứ ngang nhỉ. Người ta có áo đấy. Rồi, các bạn ơi, cái bộ đấy là 280k miễn ship được không nào? Bây giờ chúng ta chia sẻ để bóc tiếp nhá. Để ai muốn mua chiếc áo này với giá 29k. Hôm nay là 29k chứ không phải 89k được chưa? Đấy. Chân váy xòe cũng 29k. Từ tối giờ rất nhiều quà rồi, lấy Đặng ơi. Là mai sẽ bốc tờ tiền cùng với số điện thoại của các bạn. Bây giờ chúng ta chia sẻ nào, chia sẻ tiếp. Một tập CD này có đầy đủ luôn, đầy đủ luôn, đầy đủ các số từ 00 tới 99. Đây là tập CD mới toanh của bên mai, cho nên bạn nào có thể chống được. Bạn Giang Cu áo hồng trên canh bao nhiêu? Áo hồng là 140k. 140k nhá. Áo hồng là áo bếp nôm rất là đẹp luôn. Hà Đẹp ơi đang xem mà Hà Đẹp phải muộn thế. Rồi khoảng mấy ngày em được chị ơi? Quế Hương ơi chỉ 2 ngày thôi nhá. 2 ngày thôi, chậm nhất là 3 ngày. Chúng ta nghe điện thoại cho Mai nhá. Nghe điện thoại hàng rất là nhanh luôn. Chia sẻ tiếp nào, để ai mua chiếc váy này với giá 29k. Được rồi. Và áo sơ mi 29k nào. Nguyễn Hòa, size M. Chúng ta đặt hàng, chúng ta cứ đặt hàng nào. Bốc tiếp nhá, bốc tiếp nhá. Rồi. Chia sẻ nào, chia sẻ nào. Chốt chia sẻ để nhá. Ôi, thôi không mặc váy kẻ đâu bạn Hoài Trang ơi. Hoài Trang em yên tâm nên rất là đẹp luôn, không phải mặc đâu. Lan Đỗ cho chân váy đen với áo trắng thì bảo trắng nhẽ. Lan Đỗ. Lan Đỗ em có điện thoại chưa? Chưa. Lan Đỗ cho size gì chứ? Rồi chốt rồi. Đặt hàng như thế mình không chốt ở đâu nhá. Tí nữa bạn hàng Tùng ơi, tí mà Trang sẽ mặc lại size A set màu. Lan Đỗ cho size gì chứ? Rồi Lan Đỗ có điện thoại, Hoàng ghi Lan Đỗ đi. Ghi Lan Đỗ xong Lan Đỗ cho ấy đấy. Mình chân váy đen với áo trắng rồi. Rồi, Lan Đỗ cho chị size gì đây Lan Đỗ? Chân váy đen áo trắng size gì Lan Đỗ ơi?
chân váy xòe đen đây rồi, nhưng size gì nào chúng ta chia sẻ nào? 3 size SML này. 3 size ML dành cho các bạn. Tiếp tục thế nào? Rồi, đang đâu size L Hoàng ơi. Chân váy size L. Đi lại chân váy size L áo sơ mi. Đây mi rồi. Rồi cho Lan Đỗ nhá. Bộ này rất đẹp luôn mọi người, bộ này đẹp lắm luôn. Mọi người yên tâm là bộ này rất là đẹp. Chất váy ở dưới nhá. Mà nhắc lại đây là chất tâm nhật. Được chưa? Chất tâm nhật. Đấy. Nó hơi tâm lên ấy, rất là đẹp luôn. Nhưng hàng vải rất là xịn. Đấy. Mọi người được xem hàng. 55 cân size L đúng rồi. Size L 55 cân nhá. Bạn Thủy Nguyễn mặc size M. Bạn ơi mặc size M nhá. Thủy Nguyễn mặc size M. Thủy Nguyễn cho điện thoại đi. Thủy Nguyễn này mặc màu gì nhá, áo màu gì, chân váy màu gì. Hà đẹp bây giờ mới vào. Trời ơi, Hà đẹp. Ngủ một giấc mới trông rồi đúng không? Bạn Trâm Phan ơi, chơi này chúng ta chia sẻ này, chúng ta bốc quà này. Để mua áo sơ mi 29K và chân váy 29K, được chưa? Áo sơ mi 29K và chân váy 29K. Nào ai muốn mua nào, chia sẻ đi bốc nào. Trâm Phan chia sẻ luôn nào. Nếu may trúng mình nào. Nãy giờ có mua gì chưa? Trâm Pham nói chẳng hiểu. Nào chia sẻ nào, chúng ta chia sẻ và comment cho Mai. À, Huyền Trang 47 cân. Huyền Trang Nguyễn 47 cân mặc size M. Huyền Trang Nguyễn ơi. Hoàng Nghi Huyền Trang Nguyễn già 47 cân. Huyền Trang Nguyễn mặc size M nhưng màu gì đấy? Lấy cái gì? Huyền Trang Nguyễn đấy comment trên đấy. Tiếp tục nào, chúng ta chia sẻ nào. Mua rồi đúng không? Mua rồi mọi người đi ngủ mất rồi đúng không? Chia sẻ để mua rồi giá 29K nhá. Nào bốc tiếp đi. Mọi người chia sẻ nào để bốc tiếp nào. Chia sẻ thêm một lần nữa tất cả mọi người đây. Mấy người xuống ngoài rồi. Này. Chia sẻ thêm một lần nữa này. Quần giá bao nhiêu mà like quần đâu, heo may ơi. Hôm nay làm gì có like quần đâu nhá. Hôm nay có like quần nhá, quần đang cắt nhá. Tiếp tục mọi người đặt hàng, mọi người cứ đặt hàng nhá. Mọi chia sẻ tiếp tục nào. Bạn nào vừa đặt size L, size M cho điện thoại đi. Minh Thúy đây. Minh Thúy. À, Xuyên Nguyễn nó không thử váy kẻ đâu, muộn rồi. Váy kẻ mọi người ơi, váy kẻ rất là đẹp. Nguyễn Trang Nguyễn, màu chị đang mặc. Màu chị đang mặc. Màu hồng tô mình nhá. Nhưng mà size gì? Chốt hàng nhanh nhá. Chốt hàng nhanh được nghỉ sớm, hôm nay không lay muộn, hôm qua đâu, hôm qua mỏi lắm. Hết 11 giờ hơn rồi. Chia sẻ nào. Nào ok, bốc lần cuối cùng nhá. Đúng ạ. Bốc mờ, đây là quà cuối cùng đấy ạ. Bốc quà cuối cùng mọi người ơi. Sẵn sàng để nhận quà cuối cùng chưa? Ai là người may mắn cuối cùng cho buổi tối hôm nay? Đây ạ. Đó. Rồi, comment nhanh cho em số điện thoại đập phây đi ạ. Bạn nào vừa đặt size M cho bạn nào vừa đặt màu gì đấy cho điện thoại đi nhá. Huyền Trang Nguyễn cho điện thoại đi. Rồi, tiếp tục chúng ta chia sẻ nào, chia sẻ lại một lần nữa nào. Chia sẻ lại một lần nữa. Rồi, bây giờ các bạn ebook cho Mai qua cái fanpage đi nhá. Ebook lại cho Mai qua fanpage, những bạn nào đặt hàng ebook lại nhá. Vâng, em đang cầm trên tay rồi. Con số này cũng khá đẹp thôi chứ không phải đẹp hẳn. Mọi người ơi, tranh comment cho em số điện thoại lập phây đi ạ. Áo hồng chấm bi size M. Rồi. Cái bộ chấm bi ở trên canh rất là đẹp luôn mọi người, không phải mặc mọi người nhìn canh mọi người biết nhỉ. Cái bộ đấy đẹp lắm luôn, mọi người mặc vào chân váy nhá. Chân váy ôm hoặc chân váy xòe đều đẹp. Nhanh tay chưa ạ? Rồi ok mọi người comment này, em sẽ nhìn qua này. Nhìn qua xem có ai. Mọi người mỗi người chia sẻ cho Mai một lần nữa nào. Giúp Mai với chia sẻ cho Mai một lần nữa đi. Minh Thúy hỏi chả hiểu Minh Thúy hỏi gì. Huyền Trang Nguyễn 47 cân mặc size M. Huyền Trang Nguyễn ơi. Đâu Huyền Trang Nguyễn á. Rồi, anh ghi số điện thoại máy chưa? M mặc cái áo này. M hồng tô mấy cái gì đấy, chân váy M đấy. Rồi. Chân váy M đấy nhá. Đây Mai rồi, chốt cho Huyền Trang Nguyễn nhá. Không mình ngay là em xem là vẫn chưa có ai đâu ạ. Nào chúng ta chia sẻ một lần nữa đi nào, những bạn nào mới vào chia sẻ nhá. Chia sẻ nhanh. 29K áo sơ mi, 29K chân váy, được không ạ? Ai mua hàng 29K thì vào nhá. Nhún nhá, nhún nhảy. Chị sẽ trang một lần bằng đẹp lắm nhá. Trẻ trung xinh xắn. Mới đẹp mà. Rồi bạn nào đang mới vào nhỉ? Nguyệt Đặng à? Đặng Nguyệt Thị à? Rồi cho tôi Thủy Nguyễn nhá. Rồi chúng ta đặt tiếp đi ạ. Thủy Nguyễn chân váy đen size M rồi. Thủy Nguyễn lấy chân váy đen size M. Thủy Nguyễn có lấy áo không? Một cái là Mai không ship nhá. Mai nó luôn một cái không ship nhá. Một cái tính ship nhá. Hôm nay có một chị rất là thà vào.
Em bảo em mua một cái tính ship, tại sao các chị mua cộng ship với cho em à? Rất là thật thà đúng không ạ? Các bạn này thật thà thế. Không cộng ship bảo lần sau các chị mua cộng thêm ship. Mình bán cái váy rẻ như thế thì người ta tiếc gì 30.000. Thế mới bảo này. Ôi, thế em bảo là em mua một chiếc thì cộng ship mà các chị cũng một cái là mình là cộng ship nha các bạn nhá, vì một cái may không thể ship được cho nên may đau rồi mẹ phải like mấy sản phẩm để mọi người chọn để mua hai sản phẩm. Rồi, công bố cô nhá. Rồi, công bố đi. Công bố lại 74 ạ. 74 á chị ơi, chị Đào đưa số điện thoại 74 này con. Đoàn Bách ơi, ngày mai này. Chiều mai gửi rồi các bạn sáng ơi. Mai gọi điện lấy địa chỉ nhá. Mọi người ơi, sáng mai bên Mai gọi điện sẽ lấy địa chỉ các bạn nhá. Các bạn nào mà ấy thì bận thì các bạn ebook luôn cho bên Mai luôn ạ. Tất cả những người đặt hàng ebook cho Mai qua Messenger à qua fanpage Mai Chầu Style đi. Nhá. Màu tôm và váy đen. Rồi, trang rồi. Váy đen. 74 các chị ơi, thì anh chị nào đưa số 74 này, 77 không phải rồi, gần đúng nhá. 54 cũng gần đúng rồi ạ. Hồng size bờ và một chân váy đen. 240k à 280k hàng ngô đặt cho chốt hàng ngô đi. Hồng. Một bộ hồng nào. Hồng tôi chị cho em một chân mờ. Áo này màu hồng này. Chán thật. Đang váy này. Vâng, 74 ạ. À. Chân váy đen. Có chưa? Ok, chị 74 kìa, gió heo may kìa. Rồi, gió heo may 74. Đây màu hồng. Đó, ok, sẽ kiểm tra chị gió heo may luôn. Đúng được rồi. Cô đọc điện thoại cháu luôn để cháu kiểm tra nhá. 094. 094 này. 952. 952. 2174. 2174. Rồi, đang chốt cho gió heo may đây. Gió heo may ra nick rồi nhá, bây giờ sẽ kiểm tra. Ra kia xem có chưa? Có rồi, hàng ngồi em chết rồi. Em chết rồi. Ok, chị gió heo may này sẽ chia sẻ. Nhưng chị gió heo may chia sẻ cho em có một lần thôi. Rất là tiếc rồi. Chị gió heo may đâu rồi ạ? Chị ơi, phải chia sẻ cho em 3 lần công khai nhá. Đây, chị gió heo may này ra nick Facebook này. Nhưng chia sẻ cho em có một lần này. Đó, một lần duy nhất thôi có hành em này. Trước 3 phút trước. Rất là tiếc luôn. Vậy thì nhá, chị nào có dành quyền hộ cho người khác đi ạ? Ganh bao tiền, có XL không ạ? Có L, có L, bạn Xuyên Nguyễn ơi, Xuyên Nguyễn mặc L là vừa nhá. Mét 55-53 cân mặc L là vừa, còn cái giờ L là không mấy. Vâng, chị nào đưa xuống thẳng 74 dành quyền hộ cho chị khác nào. À, bạn Xuyên Nguyễn ơi, váy kẻ của em có size L nhá, em cho điện thoại nhá, Xuyên Nguyễn nhá. Đây 74 mọi người ơi. Xuyên Nguyễn em mua thì em cho điện thoại nhá. Cái váy chân canh có size L cho bạn nhá. 74 ạ. Anh chị nào ạ, có đưa số 74 comment tiếp cho em. Gió heo may không được rồi. Rồi, gió heo may em mới chia sẻ một lần không được gió heo may nhá, rất là tiếc nhá. Mọi người mới nhắc lại rồi là kiểm tra trên tường cho Mai với trước khi Mai công bố đúng không? Rồi bốc lại đi đúng đây rồi. Đây là lần cuối cùng mọi người nhá, bốc lại rồi ạ. Đây là lần cuối cùng này. Áo 29k, chân váy 29k được chưa? Chúng ta có đặt hàng là chúng ta trúng là chúng ta phải mua nữa. Bốc con này đi. Ok. Mọi người tiếp tục nhá, công bố luôn mọi người nhá. Công bố em luôn mới này. Vào nên không biết phải chia sẻ 3 lần tiếc quá rồi. 86 ạ. Chị nào đưa số điện thoại 86 cho em. Rồi, gió heo may ơi, tôi để đằng sau nhá. Được chưa nhỉ? Cảm ơn em. 86, anh chị nào đưa số điện thoại 86 comment nhanh đi ạ. Nhanh nào. Để em đi ngủ nhá. Hàng Vi này. Hàng Vi. Hàng Vi 86 rồi nhá. 86 để xem kiểm tra có chia sẻ không nhá. 3 lần công khai cho em. Hàng Vi nhá. Bây giờ ok, cô đọc số điện thoại nhá. Kiểm tra hàng Vi nhá. 0123. 0123. Xuyên Nguyễn ơi, thế thì cái áo này không có size M đâu. Cô đọc tiếp đi. Chị đặt là chị cắt L với XL mà. 0123. 6566. 6566. 186. 186 ok. Ra chị hàng Vi đúng không ạ? Hàng Vi xem tiêu kiểm xem có chia sẻ không ạ? Minh Thúy sao phải là 88? Ok chị Hằng Vi không chia sẻ nhá. Có mà em. Có. Rất là mấy không nào? Đây có em một cái. Đúng 3 lần. 3 lần. Mang đây. Minh Thúy thôi để lần sau, hôm nào cũng có quà mà. Đây em chia sẻ thôi. Hôm nào cũng có quà mà Minh Thúy ơi. À chị Hằng Vi này, ok chị chia sẻ cho em này. 87. Chia sẻ đủ 3 lần nếu có chúc Hoàng chị Hằng Vi. Hoàng ghi những quà ra cho chị cái, em ghi quà em cứ ghi lung tung ra giấy xong chúng nó lại. Em ghi quà ra đâu đấy? Đây như anh nhá, anh chuyển khoản xong anh vừa giữ lại giấy đúng không? Đây là người ta thắc mắc cái đọc luôn. Rồi ạ, xin chúc mừng chị Hằng Vi đúng không? Rồi, ok vậy cũng bạn Trang Nguyễn ơi, size M mấy 50 là hơi dài đấy. Nếu không em lấy cái bộ công sở này hoặc là bộ này đi nhá. Còn cái bộ cái bộ váy kẻ đấy, không mặc được đâu, mình bảo là 1m55 cơ. Muộn rồi đúng không ạ? Kết thúc nào? Nào qua đặt hàng nó không để đi ngủ nào. Mọi người ơi, ngày mai nhá, Mai nhắc lại này. Ebook lại cho bên Mai qua fanpage Mai Chầu Style nhá, để đặt hàng nhá, cho Mai địa chỉ và điện thoại được không ạ? Và nếu bạn nào mà
Mà nhân viên gọi thì chúng ta cố gắng chúng ta nghe máy nhá. Nghe máy nhá. Rồi, thôi mà đã muộn rồi nhá. Vâng, cũng đã muộn rồi ạ. Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả bao nhiêu ạ? 58 chị đang xem cuối cùng ạ. Khách rất là trung thành với Mai Châu. Và hẹn các chị vào buổi livestream ngày mai ạ. Xin chào các chị và chúc các chị ngủ ngon. Các chị phải có thêm một giấc mơ đẹp nhé.